Chương 91, Thập Phương Giai Sát An Nhược Trần dáng người cao lớn khôi ngô, mặt quả táo, đầy đầu tóc bạc, ánh mắt linh hoạt, sắc bén, như một hung thần. Hung thần này cứ như vậy nhìn chầm chầm Chu Hằng, gây cho hắn áp lực vô cùng cường đại. Chu Hằng miễn cưỡng kéo ra miệng mỉm cười, dù sao vừa mới ăn nữ nhi của người ta, bị làm khó dễ như vậy cũng là nên, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ thiên hạ. Hắn âm thầm thề, nếu như hắn tương lai có con gái lập gia đình, tất nhiên phải dùng thái độ hung ác hơn dọa nạt nam nhân kia cha an ngọc mỹ lúc trước còn hận không thể cắn chết chu hằng hiện tại lại kéo kéo cánh tay an nhược trần làm nũng sau đó vội vàng lấy ra quả liệt thiên đan nói đây là lễ vật chu hằng tặng cho ngươi liệt thiên đan có thể khiến cho tỷ suất đột phá khai thiên cảnh đề cao bảy thành bảy bảy thành cho dù an nhược trần đã tu luyện tâm linh với cảnh giới băng thiên địa liệt cũng không kinh hoảng nhưng mà nghe ái nữ nói vậy vẫn rung người lên không có biện pháp, hắn đã kẹt ở ít địa cảnh hơn 300 năm rồi, nằm mơ cũng muốn đột phá khai thiên cảnh, nhưng mà trước kia hắn luyện rất thuận, chậm chạp không thể đột phá khai thiên cảnh lại trở thành tâm ma của hắn, khiến hắn luôn luôn kém một đường mà không thể thành công. Bởi vậy, sau khi biết liệt thiên đang có thể đề thẳng bảy thành xác suất thành công, hắn làm sao không kích động khiếp sợ cho được. Trước kia hắn cũng nghe nói qua liệt thiên đang, nhưng mà con gái khẳng định như vậy, hắn không thể không tin. Trong lòng mừng rỡ lại nhìn chu hằng cũng cảm thấy tiểu tử này thuận mắt hơn nhiều mặc dù không chấp nhận hắn chưa được cho phép mà đem ái nữ gạo nấu chín thành cơm nhưng dù sao cũng là cứu người ái nữ lại trúng độc cho nên cũng là chuyện bất khả kháng người này ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất hiện tại an nhược trần càng nhìn chu hằng thì càng thuận mắt vẻ uy nghiêm trên mặt cũng dần tan biến lộ ra vẻ tươi cười nói nếu các ngươi đã vậy sớm lập gia đình đi cha hay là chờ ngươi đột phá khai thiên cảnh trước Đến lúc đó sông hỷ lâm môn, gương mặt xinh đẹp của An Ngọc Mỹ đỏ bừng nói, An Nhược Trần nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, cũng tốt, ít địa tam trọng thiên đỉnh phong và khai thiên cảnh nhìn như chỉ kém một đường, nhưng mà trên thực tế lại là trên lệch như trời và đất. Nếu như hắn tiến vào khai thiên cảnh, vậy thì có thể chân chính sông pha ở hàng thương quốc, cho dù gặp mấy lão già thiên tinh tông kia cũng không cần kiên kỵ, thế giới này thực lực quyết định địa vị, vi phụ lập tức bế quan, ngắn thì 10 ngày chậm thì một tháng, nhất định có thể thành công. Hắn hào khí vạn phần nói, lúc trước hắn chỉ kém một đường mà thôi, liệt thiên đang có thể tăng lên bảy thành xác suất thành công. Nếu như hắn vẫn không thể thành công thì đi mà đâm vào vách tường cho rồi. An Nhược Trần vốn muốn trước tiên giết tới Hải Sơn Tông để đòi công đạo, nhưng nghiêm ứng Long nhất định đã trốn trối chết. Thứ hai Hải Sơn Tông cũng có mấy lão quái ít địa cảnh, tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng không có nắm chắc hoàn toàn quét sạch đối phương nhưng nếu như tiến vào khai thiên cảnh thì không còn giống nữa vết ít địa tam trọng thiên đỉnh phong cũng giống như chơi đùa vậy đạt tới loại cảnh giới này hắn có cái gì mà không nhịn nổi cho dù chờ một tháng hắn cũng chờ nổi an nhược trần đi bế quan chu hằng và an ngọc mị cũng bắt đầu bế quan bọn họ phải ăn phong linh quả tấn công cảnh giới cao hơn căn bản không cần mật thất gì cử huyền thí luyện tháp chính là chỗ an toàn nhất chu hằng vốn còn tưởng rằng an ngọc mị sẽ ở bí thất nhà mình tu luyện không nghĩ tới nàng cũng đi theo chu hằng tiến vào bảo tháp hắn tự nhiên không biết an ngọc mị làm như vậy là vì muốn tuyên cáo chủ quyền của nàng với cổ tư chu hằng là người của nàng bảo tháp này tự nhiên cũng là của nàng cổ tư bất quá chỉ là khách trọ mà thôi chu hằng dù tính biết cũng không để ý tới dù sao không khiêu khích quyền uy của hắn là được nếu không sẽ đánh đòn hắn khoanh chân ngồi một bên ăn vào một quả phong linh quả lập tức vận chuyển nguyệt ảnh tâm quyết để tiêu hóa dược lực máu huyết toàn thân sôi sục, nước ép phong linh quả hóa thành ức vạn điểm dược lực, thấm vào trong huyết dịch của hắn, ở trong thân thể hắn không ngừng lưu chuyển. Lượng lớn linh lực được kích thích ra, từng chút dung vào đan điền hắn, dùng tốc độ cực nhanh đề thăng tích lũy tu vi, tụ linh nhị trọng thiên đỉnh phong, dừng lại, Chu Hằng không khỏi cười khổ, không gian đan điền của hắn gấp 8 lần người thường, có được lực lượng gấp 8 lần võ giả cùng cảnh giới, nhưng ở thời điểm đề thăng tu vi, Độ khó và tiêu hao cũng tăng lên 8 lần, hắn vốn đã gần như đạt tới tụ linh nhị trọng thiên hậu kỳ, phong linh quả này vốn có thể làm cho người ta tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng không ngờ chỉ để hắn tăng lên một khoảng nhỏ, chỉ thiếu một chút, Chu Hằng thở dài, nhìn như một chút, nhưng mà hắn tu luyện không mất nửa tháng thì cũng đừng mơ hoàn thành, đây còn là điều kiện tiên quyết hắn phải sử dụng linh thạch, có được tất có mất, hơn nữa tu vi tích lũy cũng không phải là việc quá khó, Chu Hằng đứng lên Bên kia An Ngọc Mỹ đang tận dụng dược lực phong linh quả thăm dò huyền diệu của sơ phân cảnh, nàng cũng không có huyết mạch lực, độ khó đột phá đại cảnh giới rất cao, cho dù là nhân linh thể nhất tinh, thời điểm đột phá dùng huyết mạch lực cũng đều có trợ giúp, trong mơ hồ như có thần linh chỉ dẫn, đột phá tương đối dễ dàng, giống An Nhược Trần coi như là thiên tài, nhưng mà cũng không có huyết mạch lực, nếu không chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, hắn đã sớm đột phá tiến vào khai thiên cảnh rồi mà con đường võ đạo càng lên cao thì càng khó đi an nhược trần nếu không có liệt thiên đang trợ giúp chắc chắn sẽ chết già ở ít địa cảnh mà hắn ngay cả khai thiên cảnh cũng không thể dựa vào ngộ tính bản thân đột phá như vậy sơn hà cảnh càng không cần suy nghĩ ngộ tính mới là yếu tố quan trọng nhất của võ giả quyết định tiền cảnh phát triển của võ giả huyết mạch lực lại có thể giảm bớt rất nhiều cho võ giả phụ thuộc vào ngộ tính huyết mạch lực càng mạnh đột phá càng dễ dàng chính vì vậy Tỉnh Thiên mới được Hắc Thủy Điện coi trọng như vậy, một nhân linh thể thập tinh chỉ cần không phải là kẻ ngu ngốc, như vậy đột phá đến ít địa cảnh đã ván đóng thuyền, thậm chí khai thiên cảnh cũng không phải là vấn đề lớn. Chu Hằng liếc nhìn An Ngọc Mị, cũng không quá coi trọng lần này nàng có thể đột phá hay không, bởi vì phong linh quả dù sao chỉ có thể dùng để đột phá tiểu cảnh giới, cũng có trợ giúp đột phá sơ phân cảnh, nhưng khẳng định có hạn, hy vọng nàng có thể thành công. Chu Hằng rời khỏi An Gia, lại chạy tới đấu thú trường. Hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào tụ linh tam trọng thiên, tự nhiên muốn đi tìm thằng nào xui xẻo để gia tăng tu vi của hắn, dù sao những người đó đều là kẻ làm ác không thể tha thứ, giết cũng không có gánh nặng. Đấu thú trường rất nhanh cho hắn câu trả lời thuyết phục, đối thủ kế tiếp của hắn là người đứng đầu 10 đại cao thủ trong huyết tinh đấu sĩ trường, thập phương gia sát thượng quan kỳ. So với thượng quan kỳ, lưu hoàng căn bản là mảnh vụn, thượng quan kỳ có tu vi tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong tới huyết tinh đấu sĩ trường mới 2 năm, chiến tích là 127 thắng không thua. Mà trong 127 thắng, đối thủ của hắn đều tử vong, không có một ai có thể sống được, cho nên hắn mới được xưng là thập phương giai sát. Người này thực lực sâu không lường được, ngày trước đã từng có một thiên tài không phục tới khiêu chiến, nhưng mà lại bị thượng quan kỳ ba chiêu tức giết, được công nhận là cường giả đã bước nửa bước vào sơ phân cảnh. Đáng sợ hơn là, thượng quan kỳ năm nay mới chỉ 23 tuổi, Thiên phú như thế, thiên hàng thành không người nào có thể sánh được, đương nhiên, phóng tới toàn bộ hàng thương quốc thì vẫn có người có thể áp được hắn, cho dù thủy nguyệt công chúa đương triều, người ta 17 tuổi cũng đã tiến vào sơ phân cảnh, là khách hàng và người tự do, chu hàng đương nhiên có quyền lợi cự tuyệt đối thủ như vậy, tuy nhiên đây đúng đối thủ hắn cần, làm sao có thể cự tuyệt cho được. Sau khi chu hàng đáp ứng, đấu thú trường lập tức tuyên truyền phô trương thanh thế, phương diện này có thể thu được một khoản lãi lớn một trận chiến này diễn ra nửa tháng sau, tin tức truyền ra, toàn bộ thiên hàng thành lại chấn động, ngay cả chính đại ngọn núi đều bị kinh động, yêu nghiệt thượng quan kỳ mọi người đều biết, cho dù cao thủ sơ phân cảnh, ít địa cảnh cũng không dám vỗ ngực nói bọn họ ở cùng cảnh giới có thể chiến thắng đối thủ như vậy, quỷ hẹp hòi, ngươi thật muốn đánh với thập phương gia sát kia sao, lâm phức hương rốt cục bị dẫn ra, lúc này đã là luyện thể tầng 12 đỉnh phong, mơ hồ đã chạm tới cánh cửa tụ linh cảnh hẳn là dùng thiên tài địa bảo gì, nếu không không có khả năng tiến cảnh nhanh như vậy. Chu Hằng gật gật đầu, mỹ nữ này hôm nay mặc bộ váy dài màu trắng, tuy rằng rộng thùng thình nhưng cũng không che giấu được dáng người uyển chuyển. Hắn đã không phải là nam nhân không hiểu phong tình lúc trước, lập tức dùng ánh mắt tán thưởng nhìn giai nhân tuyệt sắc này, bắt đầu so sánh với An Ngọc Mỹ, khó mà nói người nào tốt hơn. Ở trên dung mạo hai người tương xứng, An Ngọc Mỹ quyến rũ đẹp hơn, mà Lâm Phước Hương lại tràn đầy sức sống thanh xuân, chỉ có thể nói người mới quen tư vị nam nữ như chu hằng càng thích ở trên giường với vưu vật an ngọc mị hơn xú tiểu tử nhìn cái gì vậy cẩn thận ta móc mắt ngươi lâm phức hương phát hiện chu hằng đang nhìn mình có chút thẹn thùng lại có chút vui sướng thói quen mà thôi nàng cho chu hằng một cái liếc mắt chu hằng cười to nói da da ngươi sao lại thả ngươi ra đây nàng đang trong thời kỳ mấu chốt tấn công tụ linh cảnh theo lý mà nói tuyệt đối sẽ không xuất hiện còn không phải muốn gặp ngươi, người ta phải cầu xin gia gia thật lâu. Lâm Phức Hương nắng nắng tay nói, cái miệng nhỏ nhắn hơi chua lên, tràn đầy phong tình mê người. Chu Hằng nhìn vào trong lòng không khỏi rung động, không cẩn thận nói ra lời nói trong lòng, nàng không khỏi đỏ bừng mặt, lại không biết tại sao lại có loại cảm giác thở vào nhẹ nhõm. Chu Hằng tuy rằng đã thành nam nhân chân chính, nhưng chưa nếm qua tư vị tình yêu, không khỏi cười ngây ngô. Đúng là tên ngốc, Lâm Phức Hương hơi giận đế dày, nàng đều đã thổ lộ ra tâm tư thiếu nữ tên này lại chỉ biết ngây ngô cười đúng là tức chết người ta đi được nhưng mà ai bảo mình lại thích hắn chứ lâm phức hương chuyển chủ đề nói nói cho ngươi biết một tin tức lớn tỉnh thiên đã đột phá tụ linh cảnh hơn nữa đã vọt tới tụ linh nhị trọng thiên thật là lợi hại chu hằng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đột phá tụ linh cảnh lại còn một mạch tới nhị trọng thiên đúng là không đơn giản nhưng mà hắn cũng không nghĩ huyết mạch lực của Tỉnh Thiên lại cường đại đến mức độ vậy, khẳng định là Hắc Thủy Điện toàn lực bồi dưỡng, cho hắn phục dụng lượng lớn linh dược, hậu tích bạc phát, để Tỉnh Thiên một lần hành động tấn công lên tới tụ linh nhị trọng thiên, cho dù như thế, cũng đó có thể thấy được huyết mạch lực của Tỉnh Thiên cường đại cỡ nào, bởi vì sau khi đột phá tụ linh cảnh, hạn chế võ giả chân chính cũng không phải là tu vi tích lũy, không hổ là nhân linh thể thập tinh, lấy tốc độ này để suy tính thiên phú thủy nguyệt công chúa kia lại yêu nghiệt cỡ nào, nàng có tài nguyên tu luyện tuyệt đối gấp trăm lần tỉnh thiên, hiện giờ đã đạt tới độ cao nào, chương 92, ba nữ nhân một màn diễn. Lâm Phức Hương nhất quyết không về, nói khó lắm mới trốn ra được một lần, dù thế nào cũng phải tận mắt nhìn Chu Hằng đánh bại tên thối tha thập phương giai sát kia rồi mới trở về, vô tình, 10 ngày thoáng cái đã qua, bởi vì Chu Hằng miễn cưỡng cũng có thể xem như người từng trải tình trường. Mấy ngày này hai người cũng gặp không ít tình huống chớ trêu Chỉ mà Lâm phức Hương da mặt non nớt Thấy tình thế không ổn sẽ chạy ra Cũng không cho Chu Hằng một cơ hội ôm ấp Khiến Chu Hằng thầm hô tiểu yêu tinh này tinh thông lạc mềm buộc chặt Chu Hằng luôn luôn nghiên cứu phi bột kiếm pháp Muốn đem 18 đạo bóng kiếm nén ép thêm một bước Chỉ là hắn đã đạt tới bình cảnh Thủy chung không thể tiến thêm một bước Tiểu sắc lan, ta đã đột phá Ta đột phá rồi Một tiếng kêu dịu dàng quyến rũ truyền đến Két két, An Ngọc Mỹ đẩy cửa tiến vào, khuôn mặt đầy vẻ vui sướng. Ngươi là ai? Lâm Phước Hương đang cuốn lấy Chu Hằng chỉ điểm nàng phi bột kiếm pháp, ngộ tính của nàng cũng không thể so được với Chu Hằng, đến bây giờ còn chưa chân chính nắm giữ tinh túy của phi bột kiếm pháp. Hai nàng hai mặt nhìn nhau, đồng thời quát hỏi đối phương, tiểu sắc lang, nàng là ai? Quỷ hẹp hỏi, nàng là ai? Hai nàng lại trăm miệng một lời hỏi hang, một thanh âm kiều mị, một thanh âm trong veo, đều chấn động người nghe, chỉ là biểu tình hai nàng cũng không phải là cao hứng, mà có cảm giác như lâm đại địch, ồ, nàng là An Ngọc Mị, còn nàng tên là Lâm Phức Hương, Chu Hằng trước chỉ chỉ An Ngọc Mị, sau đó ngón tay lại chỉ Lâm Phức Hương, xem như giới thiệu cho hai nàng. Hắn cảm ứng khí tức hùng hậu trên người An Ngọc Mị lại không ổn định, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi thật sự đột phá, hắn vốn còn tưởng rằng An Ngọc Mị lần thất bại này sẽ lớn hơn nữa chút, hừ hừ, ta sao sẽ thất bại, An Ngọc Mị kiêu ngạo nói. Kỳ thật nàng thiếu chút nữa đã thất bại, chỉ là trong lòng có chấp niệm, nhất định phải tiến vào sơ phân cảnh, như vậy mới có thể khi dễ chu hằng. Cũng đúng khiến nàng dựa vào dược lực phong linh quả dẫn động ảo diệu thiên địa linh khí. Sau 10 ngày khổ tư, rốt cục phá kén hóa bướng, đương nhiên đây là do nàng đã sớm đạt tới tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, ở cánh cửa này lui tới vô số lần, cho nên một lần mới đột phá xong. Chu Hằng gật gật đầu, cười nói, vận khí của ngươi đúng là tốt, đây là thực lực, an ngọc mỹ dùng đôi mắt đẹp khiêu khích lâm phước hương với ánh mắt người từng trải của nàng làm sao lại nhìn không ra lâm phước hương có ẩn tình với chu hằng trong lòng nàng thầm mắng tiểu sắc lan chu hằng khuôn mặt lại tươi cười đi đến bên cạnh chu hằng ngước gương mặt xinh đẹp như bạch ngọc môi đỏ mọng khẽ nhếch câu hồn đoạt phách ngươi sao không vì ta mà cao hứng nàng dùng ánh mắt mê ly nhìn chu hằng một bộ muốn véo lâm phước hương khiến nàng nổi lên cảnh giác rất mạnh nàng tự phụ tuyệt mỹ nhưng mà như vậy cũng không cho là Lâm Phước Hương lại kém mình. Hai nàng phong cách khác biệt, một người yêu mị, một người ngây thơ, khó phân cao thấp, nàng đã quyết tâm phải làm nữ nhân của Chu Hằng, tự nhiên tâm tính chuyển biến. Thế giới này nam nhân thê thiếp thành đàn cũng không hiếm lạ, mà nam nhân có thực lực càng có vô số mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, An Ngọc Mị cũng không có tâm độc chiếm Chu Hằng, nàng cũng không ngại tìm thêm vài thê thiếp cho Chu Hằng, vốn tiểu sắc lan ở phương diện kia cũng rất lợi hại vừa lúc chia sẻ chút áp lực cho nàng nhưng mà thê thiếp tuyệt đối không thể uy hiếp địa vị của nàng được ở trong mắt nàng lâm Phước hương có thể đủ tạo thành uy hiếp với nàng bởi vậy nhất thiết phải kiên quyết bảo vệ quyền lực của nàng nhớ tới ở trong cửu huyền thí luyện tháp còn có một cổ tư đồng dạng cũng tuyệt mỹ không thua kém nàng mà bộ ngực kia nàng nhìn mà còn hâm mộ a à. ngươi làm gì chu hằng còn chưa biết điều gì Lâm Phức Hương liền kinh hô lên, liền vội vàng kéo Chu Hằng đến bên cạnh. Nữ nhân kia cũng quá không biết xấu hổ, suýt chút nữa đã dán lên người Chu Hằng. Nàng hung tợn nhìn An Ngọc Mị, tuy rằng thực lực của đối phương sâu không lường được, nhưng mà nàng sao có thể trơ mắt nhìn Chu Hằng bị người cướp đi? Tiểu muội muội, đây là chuyện nhà của người ta. An Ngọc Mị kiều mị nói, nàng là vương vật trời sinh, bất kể thanh âm lúc nào cũng kiều mị vô cùng. Trong lòng Chu Hằng không khỏi nóng lên hắn đã 10 ngày chưa chạm qua nữ sắc, thiếu niên mới nếm thử tư vị tình yêu, đúng là đã xâm nhập vào cốt tủy, nhìn vẻ phong tình quyến rũ tận xương của An Ngọc Mị, nghe thanh âm kiều mị động lòng của nàng, khiến hắn cả người nóng lên, cái gì việc nhà, Lâm Phức Hương nháy đôi mắt to, vội vàng nhìn Chu Hằng nói, quỷ hẹp hòi, mau đuổi con đàn bà không biết xấu hổ này đi, sách sách sách, người ta chính là vợ Chu Lan, Chu Lan sao lại đuổi người ta đi chứ? An Ngọc Mị cầm lấy một cánh tay Chu Hằng, áp khuôn mặt xinh đẹp như bạch ngọc lên, vẻ mặt quyến rũ nở rộ như hoa hồng đỏ, phong tình vạn chủng, hồ, nói bậy, lâm phức hương nóng giận, sao lại có nữ nhân mặt dày như vậy? Nàng không cam lòng yếu thế cầm cánh tay khác của chu hằng lên, cũng áp người tới gần. Nhưng mà dù sao nàng cũng là xử nữ thuần khiết, thân thể không ngừng run rẩy bán đứng sự khẩn trương cùng bất an của nàng, tiểu muội muội ngươi sao lại không biết xấu hổ thông đồng phu quân người khác như thế, An Ngọc Mị nổi giận ngươi mới không biết xấu hổ, quỷ hẹp hỏi khi nào lập gia đình với ngươi. Lâm Phức Hương không cam lòng yếu thế nói, Chu Lan, Phu Quân, ngươi nói với nàng, người ta có phải là vợ ngươi hay không? An Ngọc Mị ngọt ngào nói, còn vừa dùng bộ ngực đầy đặn trà lên cánh tay Chu Hằng, bộ dáng quyến rũ kia quả thực có thể làm cho cây khô nảy mầm, dù sao nàng đã là nữ nhân của Chu Hằng, làm chút động tác thân mật thì thế nào? Nàng vốn là vư vật trời sinh, loại chuyện câu người khác này vô sự tự thông, một khi buông ra thì sẽ lớn mật vô cùng hơn nữa người trước mặt lại là tình địch nữa tình trường như chiến trường nàng không xuất ra toàn bộ bản lãnh thì sao được coi là vậy đi chu hằng nghĩ nghĩ hai người dù sao cũng lên giường vài lần mà hắn lại tuyệt đối theo chủ nghĩa đại nam tử cho dù an ngọc mị muốn chạy hắn cũng đoạt đối phương về người vợ này đã định rồi lâm phức hương lập tức sắc mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn lui ra phía sau vài bước liên tục lắc đầu lẩm bẩm nói sẽ không sẽ không, An Ngọc Mị có chút không đành lòng, nhưng mà lúc này sao có thể nhân từ mà nương tay. Nàng thuận thế ngã vào ngực Chu Hằng nói: "Tiểu muội muội, về sau không nên dây dưa với phu quân nhà ta nữa." Lâm Phước Hương thất thần, tinh thần trở nên sa sút, nhưng rất nhanh ánh mắt trở nên kiên định, nói: "Ta sẽ không bỏ qua, ngươi." An Ngọc Mị không nghĩ tới đối phương khi ở sơn cùng thủy tận lại bộc phát ra ý chí chiến đấu cường đại như vậy, đây quả nhiên là vật cực tất phản, nàng làm quá cứng ngược lại khiến cho chiến ý của lâm Phức hương trở nên kiên định lâm Phức hương chạy đến bên cạnh chu hằng cũng muốn chen vào trong ngực hắn nhưng mà không thể nào an ngọc mị chính là sơ phân cảnh chiến lực lúc này ngay cả chu hằng đều có thể nghiền ép lâm Phức hương ngay cả tụ linh cảnh cũng chưa tới làm sao tranh an ngọc mị chỉ nhẹ nhàng phất phất tay lâm Phức hương liền liên tiếp thối lui mười mấy bước đặt mông ngồi vào ghế dựa may mà an ngọc mị dùng là nhu kình nếu không một kích mạt sát cũng không khó Ba chu hằng vỗ một cái lên mông an ngọc mị nói không được khi dễ người lâm Phức hương vốn vô cùng ủy khuất nhưng thấy chu hằng xuất đầu vì mình trong lòng không khỏi dâng lên một cổ mừng như điên nước mắt không tự chủ được chảy xuống nhưng lập tức thầm nghĩ quỷ hẹp hòi tại sao lại đánh mông an ngọc mị chứ không đúng nàng cũng bị chu hằng đánh mông chẳng lẽ đây là vợ chồng sao hừ số nữ nhân này ngạc nhiên cái gì khi quỷ hẹp hòi đánh mông mình còn sớm xa nàng lâm Phức hương phục hồi ý chí chiến đấu đối phương cảnh giới cao thì có ích gì, quỷ hẹp hỏi thích người nào mới là quan trọng. Hai nàng lại lần nữa mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh hiện lên, trong phòng xuất hiện nữ nhân thứ ba cổ tư, nàng ở trong cửu huyền thí luyện tháp ngây người một tháng, cuối cùng cũng ra hít thở không khí, chủ yếu muốn tắm rửa một chút. Tuy rằng sau khi tiến vào tụ linh cảnh, võ giả có linh lực rửa sạch bản thân, không để bụi bậm không dính vào, nhưng ra mồ hôi trong lòng luôn có chút không thoải mái, ngay cả cổ tư mê võ nghệ như vậy cũng không ngoại lệ, dù sao nàng cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng thông qua cửu huyền thí luyện tháp câu thông thần thức với Chu Hằng, Chu Hằng liền dùng ý niệm phóng nàng ra, nếu không không có chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ vào cửu huyền thí luyện tháp, quỷ, quỷ quỷ. Lâm Phức Hương bỗng nhiên nhìn thấy một người sống đột nhiên xuất hiện, lập tức sợ ngây người, nếu không phải đi theo Chu Hằng tới thế giới dưới lòng đất, gan lớn hơn rất nhiều, thì chỉ sợ đã ngất đi rồi, ta không phải quỷ, cổ tư vô cùng nghiêm túc nói, vậy ngươi, vậy sao ngươi đột nhiên biến ra, Lâm phức Hương vẫn trợn mắt, cái miệng nhỏ nhắn há hốc lên, không che giấu nổi vẻ khiếp sợ, ta từ chỗ hắn đi ra ngoài, cổ tư chỉ chỉ chu hằng, Lâm phức Hương lại lập tức nghĩ sai, sao lại từ trên người chu hằng đi ra, chẳng lẽ lúc trước nàng giấu ở trong ngực chu hằng, không thể nào nha, sao lại giấu được chứ, ta có món pháp khí không gian, có thể cho người ở. Chu Hằng đưa ra giải thích, hắn sợ Lâm Phước Hương ngạc nhiên tới mức trong mắt đều rơi cả. Lâm Phước Hương lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, lúc trước bị lông đỏ quá dọa sợ, giống như sợ bộ ngực nữ nhân đột nhiên biến thành lệ quỷ. Ánh mắt đảo qua bộ ngực cổ tư, nàng cũng không thu trở lại nữa, làm sao có thể lớn như vậy, là giả sao, cái này là thật, thái độ làm người của cổ tư thật sự quá nghiêm túc, nhưng mà năng lực cảm ứng lại cao hơn Chu Hằng gấp trăm lần, lập tức phát hiện ánh mắt khó có thể tin của Lâm Phước Hương, nàng đè bộ ngực cao ngất của mình, nghiêm trang nói, không chút phát giác lời này có chút kinh thế hải tục nào, không khoe ra sẽ chết a. À. Lâm Phước Hương và An Ngọc Mị đều kêu lên trong lòng, khoảnh khắc này họ thật muốn bóp chết nữ nhân kiêu ngạo này. Ta đi tắm. Cổ Tư Thành công vén lên chiến hỏa hai nàng, lại không chịu trách nhiệm rời đi. Lâm Phước Hương và An Ngọc Mị hai mặt nhìn nhau, bị Cổ Tư quấy rối như vậy họ cũng không có tâm tình tiếp tục chiến đấu hai nàng đều lo lắng để đối phương một mình bồi tiếp chu hằng ai cũng không chịu rời đi bồi tiếp chu hằng nói chuyện một hồi ngẫu nhiên lại tặng nhau một câu khiêu khích chỉ một lúc sau cổ tư tắm rửa xong trở về thay bộ trang phục bó sát người hoàn toàn phô ra bộ ngực đầy đặn của nàng tóc đen hơi ướt bắp thịt còn dính nước như phù dung thuần mỹ trong nước nhưng lại phù hợp với bộ ngực vô cùng đầy đặn của nàng lại trở nên gợi cảm vô cùng hai loại phong cách khác nhau tạo thành lực tấn công mãnh liệt, Lâm Phước Hương và An Ngọc Mỹ như Lâm Đại Địch, chương 93, Tả Hồng Trần đến. Đáng tiếc, tuy rằng Lâm Phước Hương cùng An Ngọc Mỹ coi cổ tư thành đại địch, nhưng cổ tư lại không hề có chút giác ngộ chiến đấu với bọn họ, vẫn cứ bình thường bảo Chu Hằng thu nàng vào cửu huyền thí luyện tháp, tiếp tục đi khiêu chiến, hai nàng đều như một quyền đánh vào không khí, buồn bực chết khiếp, không còn tâm tình gì mà nói, rầu rĩ không vui, đêm đến khuya, Lâm Phức Hương mặt mỏng, cuối cùng không dám ở lại nữa, trở về phòng mình, còn An Ngọc Mỹ thì kéo Chu Hằng vào trong cửu huyền thí luyện tháp, cùng đi theo còn có một cái giường. Chu Hằng nắm giữ bảo tháp ngày càng hoàn thiện, hiện tại hắn đã có thể tách rời 10 tầng bảo tháp, không có hắn cho phép, người ở tầng 2 vĩnh viễn chỉ có thể ở tầng 2. Trừ khi đối phương có được thực lực đánh tan cửu huyền thí luyện tháp, bằng không ở trong này sẽ phải nghe theo hắn, hắn phong tỏa tầng 1, như vậy cổ tư tuyệt đối sẽ không thể xông vào, Bùng, An Ngọc Mị giả tính bùng phát, đẩy ngã Chu Hằng xuống giường, nhảy lên cưỡi trên người Chu Hằng. Lực lượng của Hằng hiện giờ đã vượt xa Chu Hằng, cường giả sơ phân cảnh không phải là nói chơi, rẹt, rẹt, quần áo của Chu Hằng nhanh chóng bị xé hết, An Ngọc Mị mặt cười tỏa sáng mị hoặc, đôi mắt mê ly, khẽ nhất mông nuốt trọn cái thứ cứng trắng của Chu Hằng, hai người đồng thời phát ra tiếng hừ thỏa mãn, bọn họ đều là mới hưởng thụ chuyện nam nữ hiện giờ tiểu biệt thắng tân hôn, đều cảm thấy đặc biệt phấn khích, tiểu sắc lan, ta chờ đợi ngày này lâu rồi, An Ngọc Mỹ giống như một nữ kỵ sĩ oai phong, tận tình rong rủi trên người Chu Hằng, nàng đã sớm có ý tưởng này, muốn hung hăng ức hiếp Chu Hằng một trận, đánh. Đầu tiên nàng là thục nữ, không làm được, thứ hai thì cũng chưa chắc nở lòng, vậy cưỡi lên trên Chu Hằng, đây là một loại thỏa mãn tâm lý, Chu Hằng lại không hề có giác ngộ về mặt này, còn rất là sảng khoái hưởng thụ hai mắt mở to nhìn chầm chầm vào hai quả đồi núi không ngừng nhảy lên nhảy xuống ở trước mắt, vẻ mặt lười biến làm người ta tức giận, An Ngọc Mỹ quyết đoán bùng nổ, tiểu sắc lang này sao lại lười biến như thế, ngươi là đàn ông mà, bị nữ nhân cưỡi trên người mà không biết xấu hổ hay sao, được, cưỡi chết ngươi, nàng điên cuồng đông đưa mông đẹp, hưởng thụ tuyệt diệu muốn sống muốn chết, nhưng chiến lực ở mặt này thì nàng làm sao có thể so sánh với chu hằng đã từng ăn trái cây của kim dương thảo vương Kim dương thảo thông thường thì dược hiệu có hạn, cũng chỉ có thể kéo dài 3-4 ngày, làm cho mỗi ngày nam nhân đều căng phòng trồi lên, quay vệ mạnh mẽ. Tuy nhiên, kim dương thảo vương thì khác, có thể đứng thẳng 1-2 năm cũng không thành vấn đề. Huống chi là trái cây tinh hoa của kim dương thảo vương đã tiến vào trong máu huyết của Chu Hằng, hòa làm một thể với hắn, quả thật là cải tạo hoàn toàn mà, đấu sức bền với Chu Hằng, nhất định phải thua. Cho dù An Ngọc Mị đã tiến vào sơ phân cảnh cũng vô dụng, Chuyện nam nữ là hưởng thụ cả hai mặt từ thân thể đến tinh thần, nhưng cũng là mỏi mệt gấp đôi. Thân thể An Ngọc Mỹ chống được, nhưng tinh thần thì thật là ăn không tiêu, nhanh chóng nhão ra như bùn, mềm nhũng nằm xuống người Chu Hằng. Nàng đã tới 9 lần hay 10 lần, đòi hết phần nợ tách ra 10 ngày, nhưng tuy rằng Chu Hằng cũng tới 2-3 lần, nhưng vừa xong chuyện thì nó lại có thể bừng lên như rồng, tựa như có thể hiên ngang vĩnh viễn cùng thiên địa, đúng là đáng buồn dù có đạt tới sơ phân cảnh cũng không phải đối thủ của tiểu sắc lang này. An Ngọc Mỹ bị ấn nằm xuống giường, hiện tại đến lượt Chu Hằng cưỡi lên người nàng, 30 năm trời đất thay đổi, báo ứng đến rất nhanh. Cái tên này, sức chiến đấu quá mạnh, nàng quả thật ăn không tiêu, không tìm mấy thị thiếp cho tiểu sắc lang này là không được, nàng cũng không muốn thích quá mà chết. Đương nhiên, nàng hoàn toàn không để ý lâm phức hương cùng cổ tư, hai nữ nhân này có dung mạo tương đương với nàng, lại đều có đặc sắc riêng làm sao có thể cho các nàng chia mỏng yêu thương của Chu Hằng, kỳ quái, ta lại để ý tiểu tử này như vậy. Chẳng lẽ là ta thích hắn, An Ngọc Mỹ mơ mơ màng màng thầm nghĩ, dường như nàng vẫn luôn bay bay trên mây, suy nghĩ có chút mê loạn. Chấm 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 chấm. Gió xuân lại thổi, không biết hoa mai đã nở mấy lần, lúc Chu Hằng tỉnh lại, thần thanh khí sản, cả người tràn đầy tinh lực. Hắn nhìn xem An Ngọc Mỹ nhũng ra trên giường như một hồ xuân thủy, ngực tròn da trắng, không khỏi lại kích động tràn ra lửa, vội vàng thu liễm tâm thần, tối qua đã đủ điên cuồng rồi, rời khỏi bảo tháp, hắn đi ra sân, tắm trong nắng sớm, lại vận chuyển phi bột kiếm pháp, 17 đạo bóng kiếm, một bước chậm chạp không thể đột phá liền đơn giản nhẹ nhàng như thế, Chu Hằng ngẩn ra liền thừa thắng xông lên, 16 đạo, 15 đạo, 14 đạo, không đến nửa giờ, hắn nén gọn phi bột kiếm pháp xuống chín đạo bóng kiếm, lại gặp phải ngưỡng cửa, không thể vượt qua. Chu Hằng cũng không miễn cưỡng, hắn hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, thì ra chuyện nam nữ còn có chỗ tốt như thế. Chu Hằng cẩn thận hồi tưởng, đại tình đại dục, có thể tận tình phóng thích áp lực, cái loại sôi sục, sảng khoái, mấy lần đến đỉnh cao, không hề kém cỏi hơn một trận chiến hả hê đẫm máu, thậm chí còn vượt qua, chỉ là huyết chiến sẽ gặp được áp lực sinh tử, còn nam nữ cuốn lấy nhau sẽ phóng thích áp lực, vừa căng thẳng vừa thả lỏng, cũng có hiệu quả kỳ diệu, đánh lâu không ngừng, sẽ như cây cung kéo căng, đến một ngày sẽ kéo đứt dây cung. Mà mặc sức chơi bời, trầm mê trong đó, con người cũng sẽ không còn ý chí chiến đấu gì. Hai bên đều không được, chính là vừa căng vừa lỏng, chính là đạo lý này. Đừng xem nữ sắc như hổ, say mê dĩ nhiên là không thỏa đáng, nhưng cố ý chống cự cũng sẽ chỉ phản tác dụng. Chu Hằng toát ra mỉm cười, nghĩ thông suốt mấu chốt này, hắn như bỏ xuống gánh nặng, trở nên nhẹ nhõm, linh lực trong người bắt đầu tuôn trào bỗng nhiên lại có tiến bộ, cổ nhân có nói sớm mai ngộ đạo, quả nhiên là có đạo lý, ta chỉ là nghĩ thông một chuyện, lực lượng lại có tăng lên, như như đại triệt đại ngộ, có thể nào đạp đất thành tiên, Chu Hằng rơi vào trầm tư, cách nói đạp đất thành tiên vốn từ viễn cổ, mà tiên là một cách nói hư vô xa xôi, võ giả theo đuổi lực lượng, còn tiên, trong truyền thuyết không già không chết, không hữu không diệt, vượt xa hóa thần cảnh. Trên đời thật có tiên hay sao? Trong truyền thuyết có người cưỡi mây phi thăng, trở thành tiên nhân, nhưng bất luận là Nguyên Thạch Trấn, Phong Vũ Thành, Thiên Hàng Thành, hắn cũng không nghe qua có tiền lệ người nào thật sự thành tiên, hắn liền lắc đầu, loại chuyện này có gì hay mà nghĩ, cho dù có tiên, cũng không phải tầng thứ mà hiện tại hắn theo đuổi được. Lâm Phất Hương cùng An Ngọc Mị vẫn là oan gia đối đầu, cũng may An Ngọc Mị cũng không dùng thực lực sơ phân cảnh đi ăn hiếp Lâm Phất Hương nhưng nàng thường thường biểu hiện ra vẻ vô cùng thân mật với Chu Hằng ở trước mặt Lâm Phước Hương, làm cho Lâm Phước Hương càng thêm tức giận, chỉ cần đừng đánh nhau, Chu Hằng cũng lười để ý tới. Hắn đóng cửa tầng thứ ba cửa huyền thí luyện tháp, bắt buộc cổ tư nghỉ ngơi, nàng đã bị căng thẳng quá mức, nói không chừng sẽ tự dày vò bản thân đến chết, lại qua năm ngày. Ngày Chu Hằng đại chiến với thập phương giai sát đã đến, khi Chu Hằng dẫn ba nàng Lâm Phước Hương đến đấu thú trường, chỉ thấy nơi này đã thành biển người, còn chưa đi vào trong mà bên ngoài đã đầy ắp cả người một mảnh đầu người đen thui không biết đánh một chưởng ở trong đó thì sẽ có bao nhiêu người chết ngay cũng may bọn họ có hai tồn tại sơ phân cảnh linh lực phóng ra mọi người liền tự động tránh né mạnh mẽ tạo ra một con đường nhìn thấy ba nàng tuyệt mỹ mọi người không khỏi chảy nước miếng có thật nhiều người đã nhận ra thân phận của an ngọc mị lập tức lớn tiếng kinh hô ánh mắt nhìn chu hàng tràn đầy hâm mộ đây là con gái một của an nhược trần có thể cưới được nàng vậy tương đương có chỗ dựa là một vị cường giả ít địa tam trọng thiên. Hơn nữa tiểu tử này diễm phúc không khỏi quá lớn, một hai ba, có đến ba mỹ nữ tuyệt sắc phong tình khác nhau, một người hồn nhiên, một người quyến rũ, một người ngực to, không chịu nổi, chảy cả máu mũi rồi, bốn người đi qua, nam nhân hai bên có chảy máu mũi, có che đũng quần, nhưng không ai dám nói lời bẩn thiểu, giỏi mắt nhìn bốn người tiến vào đấu thú trường, vì, diễm phúc lớn thì sao chứ? gặp phải thập phương giai sát chẳng khác nào người chết, đừng nói ba mỹ nữ, ba trăm người cũng vô dụng, đúng thế, hắn chết là đáng đời, ô sệt, ai có vé, ta ra năm mươi lượng bạc thu mua, đồ ngu, vừa nãy có người kêu giá thu mua ba trăm lượng cũng không ai chịu, ngươi ra năm mươi lượng bạc ai thèm, trong đám đông vang lên tiếng ghen ghét, không ăn được quả nho cũng có thể nói là nho chua, chua hằng vào trong phòng nghỉ ngơi, còn ba nàng lâm phức hương thì lên ghế lô trên kháng đài, bất kể là cổ tư hay an ngọc mị các nàng đều có tư cách đó. Trước kia An Ngọc Mị là nhờ ân huệ của phụ thân, nhưng hiện tại nàng cũng tiến vào sơ phân cảnh, đủ để dựa vào bản thân đạt được chỗ đứng ở thiên hàng thành. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, vù vù vù, chỉ thấy một bóng người bay lên trời cao, uy áp kinh khủng bao phủ, ngay cả cao thủ sơ phân cảnh cũng trào ra hơi lạnh tận đáy lòng, là cường giả ít địa cảnh. Trận chiến hôm nay lại kinh động đến cả cường giả ít địa cảnh, cao nhân phương nào, đến thiên hàng thành ta cũng không nói trước một tiếng, để chúng ta hoan nghênh từ xa. Tiếng nói không biết vang lên từ đâu, lại một đạo khí tức kinh khủng quét qua, chống lại uy áp kia. Hừ, một tiếng hừ nặng, hai đạo khí tức đồng thời thu lại. Khạch khạch khạch, hôm nay lão phu đến đây, là trợ trận cho tiểu đồ. Một lão già gầy gò hiện ra trên khán đài, ánh mắt như điện, quét qua không ai dám đối diện với hắn. Đây là cường giả ít địa cảnh xuất hiện đầu tiên, tiểu đồ. Hắn là sư phụ của Chu Hằng, hay là Thượng quan Kỳ? không thể nào là chu hằng tiểu tử này là đệ tử hắc thủy điện nghe nói còn chưa bái vào môn hạ trưởng lão nào hơn nữa hắc thủy điện tổng cộng chỉ có ba võ giả ít địa cảnh không ai có bộ dáng giống như lão già này các hạ xưng hô thế nào lại một lão nhân hiện ra khí tức hùng hồn vô cùng có thể chống đỡ được ít địa cảnh tự nhiên cũng có tu vi ít địa cảnh chỉ là thực lực giữa hai người có chênh lệch rõ ràng lão già đầu tiên mạnh mẽ hơn nhiều lão phu tả hồng trần đồ đệ ta chính là thượng quan kỳ lão già gầy gò kia nói hắn quét nhìn đối thủ toát ra một tia cười âm hiểm lão phu còn nhớ đệ nhất cao thủ thiên hàng thành là an nhược trần tu vi ít địa tam trọng thiên ngươi không phải hắn ít địa nhị trọng thiên đúng rồi ngươi là nghiêm bình tùng tông chủ hải sơn tông đúng chứ khè nếu lão nhân thứ hai là tông chủ hải sơn tông như vậy tả hồng trần càng mạnh hơn hắn chẳng phải cũng có tu vi là ít địa tam trọng thiên An Nhược Trần không xuất hiện, lão quái này chính là vô địch, chương 94, trận chiến bất công. Lão nhân thứ hai đúng là Nghiêm Bình Tùng, hắn chấp tay nói, "Tả huynh, thượng quan Hiền Điệp theo pháp lệnh đương triều khống chế, ngươi sẽ không muốn cướp ngục đó chứ? Nếu Tả Hồng Trần thật muốn cướp ngục, mọi người nơi này không ai cản trở được." Đương nhiên, Tả Hồng Trần dám làm như vậy, chẳng khác nào khiêu khích hàng thương quốc, sau lưng hoàng thất nam cung là Thiên Tinh Tông, có lão quái khai thiên cảnh trừ khi sau này tả hồng trần không muốn đặt chân vào hàng thương quốc nữa bằng không làm vậy sẽ là tự tìm đường chết ha 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 lão phu sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy tả hồng trần cười to lão phu có được thánh ý của bệ hạ đặc biệt tới đón đồ đệ của ta đây là trận chiến cuối cùng của đồ đệ ta giết xong đối thủ là hắn sẽ có được tự do lão lấy ra một tấm lụa gấm từ trong ngực có lẽ là thánh chỉ lập tức có người đấu thú trường xuất hiện tiếp nhận lụa gấm Tiếp theo có một tụ linh cảnh xuất hiện, lớn tiếng khẳng định lời nói của tả Hồng Trần, trong thánh ý, nói là đối với Thượng quan Kỳ rất có cố gắng, coi như thiên phú trác tuyệt, không nên lãng phí trong đấu thú trường, cho phép lập công chuộc tội, góp sức vì nước, xong, khẳng định Chu Hằng xong rồi. Trước tiên đừng nói thực lực Thượng quan Kỳ như thế nào, chỉ là có một cường giả ít địa tam trọng thiên tọa trấn, Chu Hằng nào dám hạ sát thủ với đối phương. Chém giết sinh tử, một bên có lòng cố kỵ, làm sao còn phát huy ra toàn lực, hơn nữa, thập phương giai sát há phải là khoác lác mà ra, tả hồng trần tràn đầy ngạo khí quét mọi người, không nhịn được nói, sao còn chưa bắt đầu, mau mau để đồ đệ của ta giết tên kia đi, theo lão phu về đế đô, kiêu ngạo, bá đạo, ở trong mắt của hắn, Chu Hằng chỉ có mạng bị giết mổ, căn bản không coi là chuyện gì, phất tay là chém, ngay cả con kiến cũng không bằng, cường giả ít địa tam trọng thiên ý thế ở chỗ này, ngay cả thiên bảo các là chủ đằng sau đấu thú trường cũng không dám không nghe, dù sao người mạnh nhất thiên bảo các ở trong này cũng chỉ là sơ phân cảnh mã khoan quân mà thôi. Các vị khán giả, đại chiến mà mọi người mong đợi sắp bắt đầu, mời các vị mở to mắt ra, tận tình thưởng thức trận long tranh hổ đấu này. Người chủ trì đấu thú trường vội vàng hô lên, cũng ra lệnh mở hàng rào hai bên. Chu Hằng đạp bước đi ra, lúc trước dù hắn không thấy tả hồng trần, nhưng lại nghe không sót một lời đối phương nói, trong lòng hắn giận dữ sắc mặt nghiêm nghị tâm võ đạo không thể trung chuyển hắn phải giết thượng quan kỳ cho dù là tả hồng trần ở bên cạnh cũng không có tác dụng hắn đã sớm hạ quyết tâm này nếu như hiện giờ bỏ cuộc như vậy tâm võ đạo suy bại không chừng ngày sau sẽ cứ suy sụp như thế võ giả không sợ leo lên con đường đỉnh cao nhất định sẽ tràn ngập ngàn vạn nguy hiểm nguy cơ trùng trùng nếu cứ sợ này sợ kia vậy làm sao còn tiến tới được ở bên kia thượng quan kỳ cũng xuất hiện đó là một thanh niên dáng vẻ thanh tú, tuy rằng sau khi tiến vào tụ linh cảnh, tốc độ già đi của võ giả sẽ chậm lại rất nhiều, cộng thêm còn có vật trú nhang, chỉ nhìn bề ngoài đã không thể phán đoán tuổi thật của một người. Tuy nhiên, Thượng quan Kỳ quả thật chỉ mới có 22 tuổi, hắn nhìn qua không khác gì người trẻ tuổi bình thường, nhã nhặn, thậm chí còn có chút thanh tú, nhưng khi Chu Hằng nhìn vào đôi mắt của hắn, trong lòng liền không còn nghĩ thế nữa, điên cuồng, đây là cảm giác duy nhất của Chu Hằng trong thân thể gầy yếu kia như che giấu một con ác quỷ, lúc nào cũng có thể nhảy ra tàn sát mọi thứ. Sư phụ, Thượng quan Kỳ cung kính hành lễ với Tả Hồng Trần, Đồ Nhi đã hai năm chưa được gặp sư phú, ha ha ha. Mau mau giết tên tiểu quỷ kia đi, Tả Hồng Trần chỉ về phía Chu Hằng đằng xa, áp lực nặng nề đè xuống, Chu Hằng hừ nặng một tiếng, khóe miệng tràn máu, Tả Huynh, ngươi làm như vậy có chút không ổn, Nghiêm Bình Tùng lạnh lùng nói, trong giọng mang theo giận dữ hắn là đệ nhất nhân chính núi thiên hàng, tuy rằng không phải đệ nhất cao thủ thiên hàng thành, nhưng trong tay nắm giữ thế lực khổng lồ như hải sơn tông, nào phải võ giả tán tu có thể sánh bằng, không ổn, có gì không ổn, tả hồng trần rít lên the thế nói, đừng nói một tên tiểu tử tụ linh nhị trọng thiên, ngay cả ít địa cảnh, lão phu cũng muốn giết cứ giết, lời này có chút quá, trong đấu thú trường đột nhiên xuất hiện thêm mấy đạo khí tức đáng sợ, đánh về phía tả hồng trần. Tả Hồng Trần dĩ nhiên có thực lực mạnh nhất, nhưng một võ giả ít địa tam trọng thiên nhiều nhất cũng chỉ ngăn cản được 5 người ít địa nhị trọng thiên. Võ giả ít địa cảnh chính núi thiên hàng tổng cộng tuyệt không dưới 30 người, đủ hao chết hắn. Đương nhiên, kết quả liều mạng tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, nếu không tất yếu, không ai muốn mở ra trận chiến như vậy. Ha ha, Lão Phu là người độc huyết tông, các ngươi thật muốn là địch với Lão Phu hay sao? Tả Hồng Trần cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua, lập tức mấy đạo khí tức kia liền thu về dường như tràn đầy sợ hãi độc huyết tông, ngay cả nghiêm bình tùng cũng thở dài, không nói thêm nữa, một người, áp đảo toàn bộ thiên hàng thành, sư phụ, cứ giao tiểu tử này cho đồ nhi. Phí huyết công của đồ nhi đã đại thành, vừa lúc lấy tiểu tử này mở tế, thượng quan kỳ cao giọng nói, giọng điệu tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, phí huyết công đại thành. Ha ha, đồ nhi giỏi, không ủng cho con ở chỗ này hai năm. Một khi phí huyết công đại thành, tu vi ngày sau tiến mạnh, trong trăm năm con nhất định sẽ đột phá khai thiên cảnh, tả hồng trần cười to, một thầy một trò, hoàn toàn không coi mấy vạn người toàn trường ra gì, quá kiêu ngạo, nơi này chính là thiên hàng thành đó. Hơn nữa, Thượng quan Kỳ còn là tử tù, ít nhất phải đánh xong trận này mới được đặc xá, ngông nên cái gì, nhất thời, mọi người đều nghẹn một cơn giận dữ, muốn hét lên lại không kêu được, khó chịu cũng không nói được, tựa như nước yếu bị người ta lấn ép, mất mặt là của tất cả mọi người vốn đa số mọi người muốn xem thập phương giai sát chém giết chu hằng nhưng bây giờ không ai lại mong thượng quan kỳ thắng lợi toàn bộ đều xoay ngược về phía chu hằng nhưng thập phương giai sát đáng sợ cỡ nào chu hằng có thể thắng được đương nhiên cũng có những người hả hê ví dụ như lữ tố nga như là liễu thừa tuấn bọn họ chỉ muốn thấy chu hằng chết về phần có mất thể diện hay không liên quan cái rắm gì đến bọn họ những cường giả ít địa cảnh còn không phải cũng rụt vòi, bớt nói nhảm, cứ phóng đến đây, Chu Hằng lạnh lùng nói, cũng chỉ có bản thân hắn tràn đầy tin tưởng, ý niệm chém giết thượng quan kỳ vô cùng kiên cố, tấn vân lưu quan bộ thêm cửu huyền thí luyện tháp, làm hắn dám buông tay đánh một trận, muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi, thượng quan kỳ bước dài tới trước, lao về phía Chu Hằng, một quyền đánh ra, lập tức gió cuốn lên, kéo theo lực lượng vô cùng, bùng, Chu Hằng chọi cứng với hắn một cái, dưới chân trượt đi, bị mạnh mẽ đánh lui năm trượng. Nhìn lại thượng quan kỳ chỉ lùi nửa trượng nhỏ, thân mình lắc lư liền đứng vững, không gian đang điền của người này cũng là gấp bốn lần người thường. Ánh mắt Chu Hằng co rụt, lập tức cảm giác được áp lực rất mạnh, hắn mới lần đầu gặp phải yêu nghiệt như thế. Khó trách đối phương có thể giành được danh hiệu thập phương giai sát, quả thật không đơn giản. Hả, không gian đang điền của tiểu tử này thật lớn, tả hồng trần tự nhiên biết rõ ràng đồ đệ, từ một đòn có thể đoán được tiềm lực của Chu Hằng đáng sợ cỡ nào, trong mắt lão quái vật lóe lên sát khí, không thể để lại, mau giết, rõ, sư phụ, thượng quan kỳ toát ra tươi cười tràn đầy sát khí, giơ cao tay phải, dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia máu kỳ dị, tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào, ta thấy, là ngươi tự chịu chết thì hơn, Chu Hằng nhàn nhạt nói, đối thủ như vậy càng tốt, vừa lúc hắn đang cần, vô tri, thượng quan kỳ hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, tay phải chém ra, hình thành ánh sáng màu đỏ máu, đánh thẳng về phía Chu Hằng, triển khai tấn vân lưu quang bộ, không cần thúc đẩy đến tận cùng, Chu Hằng nhẹ nhàng lướt qua, trường kiếm bên hông rời vỏ, xẹt xẹt xẹt, chính bóng kiếm quét qua, tạo thành chính thác nước màu đen, mỗi một cái rộng một trượng, dài năm trượng, đánh về phía thượng quan kỳ, đây không phải phi bột kiếm pháp thông thường, mà là dung hợp tinh túy 36 thức kiếm pháp thành chính kiếm, quy lực tăng vọt. Phi bột kiếm pháp vốn là võ kỹ nhân cấp thượng phẩm, đến sau được Chu Hằng dùng kiếm ý lăng thiên cửu thức sửa chữa liền đạt đến cấp bậc vốn có địa cấp hạ phẩm. Hiện tại 36 thức kiếm pháp trở về chính, đủ đẩy mạnh uy lực phi bột kiếm pháp lên đến trình độ địa cấp trung phẩm, làm cho Chu Hằng có được chiến lực gần như vượt qua một tiểu cảnh giới, lập tức bù đắp trên lệch lực lượng của hắn với Thượng Quan Kỳ, bùng, 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 Thượng Quan Kỳ liên tục đấm ra chống đỡ, cuối cùng cũng không thành công, bị một đạo thác kiếm đâm thủng qua ngực, qua, toàn trường lập tức vang lên tiếng hoang hô nhiệt liệt, mọi người đều rống to lên, mượn phương thức này phát tiết quốc ức trong lòng, được, 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 thượng quan kỳ lạnh lùng nhìn chu hằng, sắc mặt lạnh như băng, sát khí tăng vọt, ngực bị xé ra tuôn trào huyết quang, đang nhanh chóng khép lại với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng không thấy một chút vết thương nào, năng lực tự lành thật mạnh, không biết đây có phải là lực huyết mạch của hắn hay không, xem thường ngươi, thượng quan kỳ lành lạnh nói, hai tay mở ra, trong nháy mắt trở nên đỏ rực, để cho ngươi xem phí huyết công ta khổ tu 12 năm, huyết hà vạn lý, hắn quát lớn một tiếng, vù vù vù, trong hai tay của hắn không ngừng bắn ra cái bóng đỏ, giống như tung lên một tấm lưới cá, bao phủ lấy chu hằng, triển khai tấn vân lưu quan bộ, chu hằng không ngừng xoay chuyển thân mình, đi lại tự nhiên trong vùng huyết quang, tự như nhảy múa trên lưỡi đao, cho mọi người cảm giác vô cùng linh động, huyết quang quét qua, Chu Hằng ngạo nghệ đứng đó, hắc hắc, thế này có chút không công bằng, cả Hồng Trần đột nhiên nói, vung tay phải lên, bùng bùng bùng, quanh người Chu Hằng đột nhiên xuất hiện bốn cột sáng màu xanh, kéo dài ghép lại, tạo thành bốn bức tường, Chu Hằng đánh ra một quyền, bức tường ánh sáng chỉ rung động một cái, cứng không phá được, đây chính là lồng nhốt mà cường giả ít địa tam trọng thiên bày ra, tuy rằng không thể duy trì lâu, nhưng có tả hồng trần ở một bên không ngừng bảo trì linh lực, chỉ cần linh lực của hắn không cạn kiệt, vậy thì lồng giam này sẽ tồn tại vĩnh viễn, quá đê tiện, vô sĩ, quá không công bằng. Chu Hằng vốn có sở trường thân Pháp, thế này liền phế bỏ phân nửa thực lực của hắn, còn đánh thế nào nữa? Trên kháng đài lập tức vang lên tiếng mắng giận dữ, ồn ào, tả hồng trần hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng quét qua, toàn trường một mảnh tĩnh lặng, không ai dám nói gì nữa, hiện giờ công bằng rồi đánh đi, hắn cười quái dị nói, chương 95, cự linh thủ. Có công bình hay không, từ trước đến nay là cường giả định đoạt, tả hồng trần cảnh giới cao nhất, sau lưng lại có một độc huyết tông, căn bản không có người dám nắc tội hắn, hắn nói công bình, vậy chính là công bình, người xem trong toàn trường đều phẫn nộ tới cực điểm, nhưng cũng chỉ tức giận nhưng không dám nói, tiểu tử, không cần phẫn nộ, đây là sự thật. Thượng quan kỳ đi vào bức tường ánh sáng, giống như xuyên qua gợn nước, sau khi lắc lư một trận, hắn xuất hiện ở trước mặt Chu Hằng, cùng hắn ở trong cái lồng vây, tả hồng trần tự nhiên sẽ không ngăn cản hắn, buông bỏ đi, không cần phải. Dãy dụa, ngươi vốn không là đối thủ của ta, hắn ung dung nói, hai tay nâng lên, lại là trăm ngàn đạo quan ảnh màu máu chớp động, huyết hà vạn lý, Chu Hằng đã không có nhiều không gian để có thể chuyển dịch, mà những huyết ảnh này gần như tràn ngập toàn bộ không gian, trừ phi hắn cả thể thu nhỏ người lại, nếu không tuyệt đối không thể tránh được. Phi bột kiếm pháp, trường kiếm chu hằng rung động, chính đạo thác nước màu đen từ trên trời giáng xuống, tiếng nước ầm ầm, vây quanh hắn tạo thành màn nước phòng ngự. Phốt, 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 từng đạo huyết quang xuyên qua thác nước kiếm màu đen, tuy rằng bị suy yếu một khoảng, nhưng vẫn đâm xuyên về phía chu hằng. Chu hằng tay phải vẫn chém múa kiếm tạo thành màn thác nước, quyền trái kim hóa oanh kích tới huyết quang kia, nắm tay màu vàng bay múa, huyết ảnh diệt, chỉ là số lượng huyết ảnh quá nhiều chu hằng chung quy không có cách nào đánh hết trên thân lập tức xuất hiện từng lỗ máu ha 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 thượng quan kỳ đình chỉ công kích cười lạnh nói ngươi đã ở trong phí huyết công của ta máu huyết toàn thân rất nhanh sẽ bị bốc cháy mạnh mẽ đốt ngươi thành tro tàn biết không muốn luyện phí huyết công trước cần phải uống máu ngàn người mới có thể đạt tới tiểu thành cũng vì ta giết cả một trấn nhỏ cho nên mới bị bắt tuy nhiên ta là cố ý bởi vì ta còn muốn mượn hoàn cảnh tanh máu của đấu thú trường luyện phí huyết công tới đại thành ngươi phải cảm thấy vinh hạnh bởi vì ngươi là người đầu tiên chết ở dưới phí huyết công đại thành của ta ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chu hằng giống như nhìn một người chết vậy làm sao bây giờ lâm phức hương khẩn trương tuy rằng có đôi khi nàng hận chu hằng đến nghiến răng nghiến lợi nhưng mà không thể nhìn hắn chết được an ngọc mị cũng ngồi không yên nhưng toàn trường đều bị khí thế của tả hồng trần trấn áp nàng căn bản không thể nhảy xuống hỗ trợ Chu Hằng. Cũng may nàng đã bóp nát ngọc bài phụ thân cho nàng, truyền tin tức nguy cấp ra ngoài, hỏng bét là An Nhược Trần còn đang bế quan tấn công khai thiên cảnh, có thể tới đúng lúc hay không là một vấn đề lớn à, các ngươi phải tin tưởng hắn, cổ tư vẻ mặt bình tĩnh, cho dù trời sập xuống cũng không khiến cho nàng biến sắc, quỷ hẹp hòi có thể thắng, lâm phức hương khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, vội vàng nhìn sang cổ tư, ừ, thật sự, trực giác là như thế cổ tư gật gật đầu, trực giác. Lâm Phước Hương cùng An Ngọc Mị đều khóc không ra nước mắt, lúc này là lúc nào mà nữ nhân này còn có tâm tình nói đùa, chết. Chết đi, bên kia, Liễu Thừa Tuấn và Lữ Tố Nga lộ ra vẻ mặt vui sướng, ước gì lập tức nhìn thấy Chu Hằng hóa thành thây khô, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào trên người Chu Hằng, máu toàn thân sôi sụp, giống như muốn bốc cháy vậy, muốn đốt ta, Chu Hằng cười lạnh, phát động tử hỏa lực, trong huyết dịch của hắn có vô số đạo linh lực màu đỏ sậm, chính nó đang thiêu đốt huyết dịch của hắn, dùng lửa mồi lửa, huyết mạch lực của hắn tuy rằng không tính đặc biệt cường đại, nhưng linh thể chính là linh thể, tử hỏa bắt đầu khởi động, hết thảy tạp chất đều bị đốt sạch, vẹn vẹn chỉ mấy giây, tất cả linh lực dị chủng trong cơ thể đều bị thanh trừ, hắn đứng ngạo nghễ như núi, chỉ lạnh lùng nhìn thượng quan kỳ, 10 giây, 30 giây, 2 phút, thượng quan kỳ không còn cười được nữa. Sắc mặt trở nên hết sức khó xử, hắn đã thổi rách cả da trâu rồi, ý nói gì cũng dùng, Chu Hằng lại vẫn ngạo nghễ đứng ở đó, nếu là thay khô thì trên thế giới sẽ không có người sống nữa. Ha ha, xung quanh vang lên tiếng cười nhạo, càng ngày càng vang, dường như có thể truyền lại, không lâu sau, toàn bộ đấu thú trường đều cười vang lên, tạo thành một biển cười, Thượng Quan Kỳ phẫn nộ, từng tiếng cười vào mặt hắn, khiến mặt hắn đỏ bừng, mà tất cả đều là lỗi của Chu Hằng vì sao không ngoan ngoãn đi tìm chết, huyết hà vạn lý, hắn lại sử xuất phí huyết thuật, đây là một trong sát chiêu của hắn, cũng là sát chiêu hắn đắc ý nhất. Hắn thích nhìn đối thủ chậm rãi biến thành thây khô nhất, quá trình đó tuy rằng không dài, nhưng lại khiến vô cùng thư sướng, hắn tuyệt đối không tin chu hằng có thể luôn hóa giải được sát chiêu của hắn, thình thịch, thình thịch, thình thịch, chu hằng xuất kiếm vung quyền, banh diệt lượng lớn huyết quang, mà còn dư lại hắn chỉ cần vận chuyển tử hỏa liền thanh trừ sạch sẽ. Thượng quan, ngươi làm cho lão phu quá thất vọng rồi. Tả hồng trần cuối cùng lên tiếng nói, hắn đưa tay trái búng ra, một đạo kình phong nhanh bắn ra, nhanh như thiểm điện xẹt qua, bắn về phía ngực chu hằng. Phốt, một đạo huyết hoa trào lên, căn bản chu hằng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, lập tức trúng chiêu, cả người trở nên uể oải, ít địa cảnh, tụ linh cảnh, chênh lệch giữa hai người quá lớn, toàn trường ồ lên, đây cũng quá đê tiện, quá vô sĩ đi. Vốn tụ linh nhị trọng thiên chiến tụ linh tam trọng thiên cũng đã không công bình rồi, cường giả ít địa cảnh nhúng tay tương trợ không tính là gì, hiện tại lại chủ động ra tay đã thương người, đây còn mặt mũi sao? Còn có biết liêm sĩ không, rủ tổ tông cả nhà ngươi, sinh con không có lỗ điếc, chưa thấy qua người hèn như vậy, một mảnh mắng chửi vang lên, mọi người vốn đã nín giận, hiện tại ai còn nhịn nổi, ai cũng nhao nhao chửi rủa hừ. Tả hồng trần hừ lạnh một tiếng, khí thế đáng sợ điên cuồng trào ra, không người nào phát ra tiếng được nữa. Thượng quan, không được tiếp tục để cho lão phu thất vọng. Vâng, sư phụ, thượng quan kỳ nghiêm nghị nói, nhìn phía chu hằng hai mắt tràn đầy sát khí, đều là tên hỗn đảng này, chẳng những làm hại hắn mất hết mặt mũi, còn khiến sư phụ nổi giận với hắn. Chết, hắn nhất định phải chết, huyết hà vạn lý, hắn công người bật tới, vừa dẫn động phí huyết công, vừa triển khai thiết chiến bên người hắn động thật phí huyết công quả thật cường đại nhưng đó cũng không phải toàn bộ con bài chưa lật của hắn trên thực tế môn vũ kỹ này hắn cũng mới vừa tu tới đại thành mà hắn có thể trở thành chiến sĩ cường đại nhất đấu thú trường là bởi vì hắn còn có những thần thông khác dết yes, chu hằng cũng vô cùng nổi giận hắn chưa từng bị biệt khuất như vậy chiến đấu bất công như thế rút kiếm chiến đấu cơn giận của thất phu cũng có thể máu tươi ba xích dết yes, hai người đại chiến mỗi người đều xuất ra kỳ chiêu chiến đến trời đất u ám, tận tình phát ra hào quang của bọn họ, không thể không thừa nhận, thượng quan kỳ quả thật cũng là một thiên tài, chiến lực cường đại vô cùng, có thể cùng Chu Hằng chiến ngang tay. Đương nhiên, đây cũng vì Chu Hằng thấp hơn hắn tới cả một tiểu cảnh giới, trên lực lượng cũng kém hơn rất nhiều, mà tấn vân lưu quan bộ lại bị hạn chế rất lớn, Chu Hằng vừa không sử dụng lăng thiên cửu thức, tự nhiên không thể khắc địch chế thắng, đây đúng là thứ Chu Hằng cần, áp lực mọi thời khắc của hắn đều quanh quẩn trong thời khắc sinh tử, thượng quan kỳ gây cho hắn áp lực quá lớn, mà áp lực này cũng đang không ngừng chuyển hóa thành động lực, nhưng mà vẫn còn chưa đủ, vẫn không thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực của hắn, vậy trước tiên ép đối phương đến tuyệt lộ, khiến thượng quan kỳ sử xuất lực lượng cường đại nhất, trong ánh mắt chu hằng bạo phát ra quanh ảnh ba màu, hai tay kết động tạo thành một đóa hoa sen ba màu cao một xích, ngũ hành liên hoa phá, hưu hưu hưu, đóa hoa sen ba màu chớp động vần sáng mê người lượn vòng về phía thượng quan kỳ thượng quan kỳ ngưng trọng hắn có thể cảm giác được trong đóa hoa sen xinh đẹp này ẩn chứa uy lực đáng sợ lực lượng ẩn chứa trong đó có thể giết chết hắn trống hắn bạo hống một tiếng ngực bỗng nhiên xuất hiện cánh tay thứ ba cánh tay trở nên càng lúc càng lớn nhanh chóng chụp tới đóa hoa sen ba màu kia đây cũng không phải là cánh tay do linh lực tinh khiết hình thành mà là cánh tay vô cùng chân thật cho dù phòng lớn lên gấp trăm lần cũng không có dấu hiệu hư hóa, giống như cự linh trưởng của người khổng lồ, ma thủ che phủ bầu trời, bàn tay khổng lồ chụp lấy đóa hoa sen, ầm, lượng lượng vô cùng kinh khủng nổ tung, cả bàn tay kia cũng nổ tung tạo thanh mưa máu đầy trời, mà hoa sen ba màu cũng hoàn toàn mai một, lực lượng đáng sợ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, mà oanh kích lên không khí, nhưng bởi vì có bốn bức tường ánh sáng trắng, cho nên chỉ có không gian bên trong là chấn động thôi, đó là vật gì? sao lại có cánh tay lớn như vậy cũng không phải giả nếu không tại sao lại có mưa máu rơi xuống trên khán đài lập tức vang lên vô số tiếng nghị luận mà ở trong bao xương phía trên kia biểu tình mỗi người đều ngưng trọng hơn rất nhiều uy lực đóa hoa sen ba màu kia thật đáng sợ có thể ngăn trở một kích này bàn tay này cũng rất mạnh đây không phải là võ kỹ mưa máu bay xuống đây là huyết mạch lực thượng quan kỳ là linh thể tuyệt đối là linh thể vô cùng đáng sợ nhân linh thể thất tinh thậm chí thập tinh, thậm chí địa linh thể, không không không, không thể nào là địa linh thể, địa linh thể không có khả năng đến bây giờ còn chưa đột phá sơ phân cảnh, Thủy Nguyệt công chúa chính là chứng cứ rõ ràng, đây là huyết mạch lực gì mà cường đại đến đáng sợ, Thượng quan Kỳ vẻ mặt giận dữ, lại liên tiếp cười lạnh, nói, không tồi, không tồi, ngươi lại có thể bức ta ra huyết mạch lực, đáng ghét, đây là tuyệt bí của ta, chưa bao giờ thi triển ở trước mặt mọi người. Nếu ngươi đã ép ta đến một bước này, như vậy, ta sẽ dùng cự linh thủ tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngực của hắn lại lần nữa vươn ra một cánh tay, bỗng nhiên mở lớn đánh về phía Chu Hằng. Mà từng đạo ánh sáng màu máu tỏa quanh bàn tay, đây chẳng những là huyết mạch lực, hơn nữa còn có phí huyết công. Hai thứ hợp nhất, uy lực càng mạnh, Chu Hằng cảm nhận được uy hiếp tử vong, uy hiếp chân chính đáng sợ đến mức nếu hắn không tế xuất lăng thiên cửu thức thì tuyệt đối không thể ngăn cản nổi. Hắn đè xuống kích động sử dụng lăng thiên cửu thức, triển khai tấn vân lưu quan bộ cực lực tránh đi. Ha ha ha! Chỉ có tí đất này, ngươi có thể trốn đi đâu? Thượng quan kỳ cười ha ha, vung bàn tay khổng lồ đuổi theo chu hằng. Đây cũng không phải là cánh tay đơn giản từ linh lực hình thành, mà không có chút khác biệt với cánh tay thật, linh động, thu phóng tự do. Chu Hằng tâm thần buông lỏng, trường kiếm trong tay chém ra, Tinh nghĩa 36 thức phi bột kiếm pháp ở trong đầu hắn không ngừng hiện ra, kiếm thác nước lưu chuyển, chú thích, phi bột thác nước, phi bột kiếm pháp là kiếm pháp dựa theo thác nước mà sáng tạo ra, ầm, um, ầm, um, ầm, um. mỗi một đạo kiếm thác nước đều dễ dàng bị cự linh thủ bóp nát, nhưng vẫn hơi ngăn trở được cự linh thủ đánh xuống, cho chu hằng cơ hội kéo dài hơi tàn, tám đạo kiếm thác nước, dưới áp lực cực lớn, chu hằng rốt cục đột phá, chương 96, thế cảnh trong tiếng chấn động mãnh liệt tám đạo kiếm thác nước vẫn bị cự linh thủ không chút lưu tình nghiền nát tuy rằng thiếu một đạo kiếm thác nước nhưng uy lực không giảm mà lại tăng thời gian cản trở bàn tay to kia cũng được nửa giây chớ xem thường nửa giây này đây chính là thời gian có thể cứu mạng hả thượng quan kỳ hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt bắn ra tinh quang mãnh liệt bạo hống một tiếng cự linh thủ lại nới rộng ra một ít chỉ là điều này hiển nhiên tạo thành tác dụng phụ với hắn rất lớn khuôn mặt trở nên dữ tợn hiện lên gân xanh, hư hư hưu, trường kiếm chu hằng cắt ngang, lại bảy đạo kiếm thác nước bắn ra, thình thịch, thình thịch, thình thịch, lực lượng đáng sợ cuốn lên, bảy đạo kiếm thác nước lại mai một, nhưng mà bàn tay to kia cũng mỏng đi một phần, tuy rằng bắt được chu hằng, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ dùng kim quyền đánh ra một lỗ lớn trốn ra, hảo tiểu tử, ngươi lại lấy ta tôi luyện tài nghệ, thượng quan kỳ cũng không phải ngu ngốc, lập tức hiểu chu hằng đang làm cái gì hắn quát lớn một tiếng, tóc đen phóng lên cao, hai mắt hắn trở nên đen nhánh, vậy hãy để cho ngươi nếm thử ác quả, cự linh thủ trong nháy mắt cũng trở nên đen nhánh, bên trên vẫn có huyết quang quấn quanh, thượng quan kỳ phun ra một nguồn máu tươi, bắn thẳng lên cự linh thủ, bàn tay lập tức trở nên đen hơn, vì thế kéo lên vô cùng đáng sợ, hắn cũng liều cái mạng già, nếu không thể xử lý chu hằng, nhất định tả hồng trần sẽ vô cùng bất mãn với hắn áp lực cường đại trước nay chưa từng có dồn nén Chu Hằng cả người lông tơ dựng lên, uy lực cự linh thủ này cũng quá cường đại đi, mà ở trong thời khắc nguy cấp, tâm linh của hắn lại càng thêm thông thấu, giống như dấn vào một mảnh tinh không kết nốt với toàn bộ vũ trụ, kiếm động, sáu đạo kiếm thác nước. Mai 1. Năm đạo kiếm thác nước. Mai 1. Bốn đạo kiếm thác nước. Mai 1, Chu Hằng liên tục vũ động trường kiếm, trên bầu trời số lượng thác nước kiếm màu đen cũng cấp tốc giảm bớt mà thượng quan kỳ cũng liều mạng hắn cũng bị bứt ra toàn bộ tiềm lực đúng là như vậy đúng là như vậy ba đạo kiếm thác nước mai một hai đạo kiếm thác nước mai một chu hằng gào to một tiếng chủ động bay thẳng tới về phía cự linh thủ một kiếm đâm ra kiếm thác nước tối tâm đến mức làm cho lòng người cũng rung lên theo một đường phóng lên một đạo màu đen xuất hiện một đạo kiếm thác nước thế cảnh muốn chết thượng quan kỳ cười lạnh cự linh thủ mở ra tiếp tục chụp tới chu hằng lúc trước kiếm thác nước chỉ hơi chút cản lại thế đánh của hắn chậm lại mà thôi ầm uhm, kiếm thác nước màu đen chìm vào trong cự linh thủ bàn tay to mạnh mẽ nắm chặt giống như phải mạng mẽ bóp chu hằng thành phấn vụn nhưng vào lúc này tiếng chấn động đáng sợ truyền tới một ánh sáng đen bắn ra cự linh thủ mạng mẽ bị đâm xuyên một cái lỗ lớn thác nước màu đen trùng trùng điệp điệp vọt ra hưu thân hình chu hằng cũng xuất hiện Sắc mặt lạnh lùng bay về phía Thượng Quan Kỳ, cái gì? Thượng Quan Kỳ phát ra một tiếng thét kinh hãi, điều đó không có khả năng, cự linh thủ của hắn làm sao có thể bị phá giải? Đây chính là huyết mạch lực a. Hắn lại là nhân linh thể thập tinh a, huyết linh lực vô cùng cường đại, đây quả thực có thể cùng địa cấp trung phẩm, thậm chí võ kỹ thượng phẩm so sánh, tuyệt đối có thể nghiền ép Chu Hằng, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn vội vàng lắc người né tránh đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, cự linh thủ lúc trước bị oanh phá bỗng nhiên biến mất, lại một bàn tay từ ngực của hắn vương ra vỗ về phía Chu Hằng, ầm, dưới thác nước kiếm màu đen lưu chuyển, cự linh thủ lập tức bị đánh ra một cái động lớn, Chu Hằng bắn ra, tiếp tục truy kích thượng quan kỳ, tuy nhiên, cuối cùng cự linh thủ cũng là do huyết mạch lực hình thành, vẫn có tác dụng tương đối, cũng cản được tốc độ truy kích của Chu Hằng, thượng quan kỳ kéo dài hơi tàn, không ngừng chạy đông chạy tây tình huống hai người hoàn toàn điên đảo lúc trước chu hằng còn tránh né dùng từng đạo kiếm thác nước kéo dài thời gian nhưng mà 30 năm phong thủy thay phiên chuyển lập tức đến phiên thượng quan kỳ trở thành người trốn chạy chỉ có thể dựa vào cự linh thủ trưởng để cản trở chu hằng trên khán đài lập tức phát ra từng tiếng cười nhạo hiện tại lòng người vui sướng trừ ngoại lệ cá biệt mọi người đều hy vọng chu hằng có thể thắng lợi cho nên khi nhìn thấy loại tình huống này tự nhiên cao hứng quỷ hẹp hòi rốt cục sắp thắng Lâm Phức Hương hưng phấn vỗ vỗ tay, giọng điệu vui sướng, Cổ Tư vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ khiếp sợ, chậm rãi nói: "Thế cảnh, không sai, thế cảnh." An Ngọc Mị cũng gật đầu, lão tử nàng chính là cường giả ít địa cảnh, chưa xem qua heo chạy còn chưa ăn qua thịt heo sao, cho nên đối với bốn đại cảnh giới tự nhiên không có khả năng không biết. "Thế cảnh, bị giới hạn trong trình độ, Lâm Phức Hương vẫn chưa biết được cái gì là thế cảnh, trong lòng nàng lại ngứa ngáy không ngại học hỏi kẻ dưới lãnh giáo hai đại tình địch, cổ tư lại không cho rằng tình địch, lúc này mới giải thích cho nàng, cách không được ta cảm thấy phi bột kiếm pháp của quỷ hẹp hòi là lạ, thì ra hắn đã đạt tới độ cao như vậy, lâm phức hương lòng tràn đầy vui sướng, tràn đầy kiêu ngạo về chu hằng. Người ta nói, toàn bộ hàng thương quốc, người nắm giữ thế cảnh không vượt qua 10 người, hơn nữa mỗi người đều là cấp bậc lão quái vật, chu hằng trẻ tuổi như vậy đã nắm giữ thế cảnh, có thể nói là ngàn vạn năm khó gặp, không biết quỷ hẹp hòi có thể tiến lên bước nữa hay không, lĩnh ngộ luôn ra vực cảnh, nàng thì thào nói, đúng là lòng tham không đấy mà, nếu muốn đạt tới vực cảnh, nhất thiết phải lĩnh ngộ thế cảnh khác nhau, sau khi góp lại mới có một đường hy vọng, toàn bộ hàng thương quốc cũng tìm không ra một người nắm giữ vực cảnh, An Ngọc Mị và Cổ Tư Thay Phiên nói, nói không chừng quỷ hẹp hòi chính là thiên tài như vậy thì sao, Lâm Phức Hương không cam lòng nói, ở trong mắt nàng, Chu Hằng không gì không làm được ban đầu thời điểm còn là luyện thể cảnh đã bổ sung đầy đủ phi bột kiếm pháp chỉ vẻn vẹn nửa năm đã đột phá tụ linh cảnh hiện tại lại nắm giữ thế cảnh tiếp tục sáng tạo chút kỳ tích thì có gì kỳ quái chứ đây là kiếm pháp gì sao lại cho ta cảm giác đại đạo đơn giản trở lại nguyên trạng vậy mặc dù chỉ là một kiếm lại dường như bao dung toàn bộ ảo diệu trời ạ à, một kiếm này liền phá thượng quan kỳ huyết mạch lực thật là đáng sợ kiếm pháp gì đây tột cùng là kiếm pháp gì trong bao sương không ngừng vang lên tiếng cả kinh, trong bọn họ cũng không thiếu cao thủ tụ linh cảnh giống như liễu thừa tuấn, nhưng mà bị giới hạn trong kiến thức, bọn họ còn chưa phát hiện ra chu Hằng đã nắm giữ đến thế cảnh rồi, thế cảnh, liễu thánh kiệt sắc mặt thâm trầm, ba, hắn bóp vỡ nắm tay vụn, ca, cái gì là thế cảnh, liễu thừa tuấn cảnh giới còn thấp, cũng chưa được lão tử hắn truyền thụ cho kiến thức võ đạo càng sâu hơn, có đôi khi biết quá nhiều chỉ phân tâm, liễu thánh kiệt cũng không trả lời, chỉ là hai mắt nhìn chầm chầm chu hằng lần đầu phát hiện tiềm lực người nọ phía dưới có đáng sợ giường nào thế cảnh ngay cả hắn cũng chưa nắm giữ a à. người như hắn còn có rất nhiều thanh âm trong bao xương rất nhanh lặng lại rất nhiều người đều đằng đằng sát khí nhìn chu hằng yêu nghiệt như vậy tuyệt không thể để cho hắn trưởng thành nếu không đối với tuấn kiệt cùng thời đại với hắn quả là một tai nạn mọi người đều sẽ bị hắn ép cho ảm đạm thất sắc thế thế cảnh thượng quan kỳ rốt cục phát hiện ra huyền diệu dùng giọng điệu vạn phần khiếp sợ hô lên trong lòng tràn đầy chua xót hắn vẫn luôn muốn nắm giữ thế cảnh nhưng mà thủy chung sờ không tới một chút ánh sáng hắn cũng không quá để ý dù sao ngay cả sư phụ của hắn cũng không thể nắm giữ cảnh giới này dù sao cái đó không có liên quan tới tu vi có yêu nghiệp nghịch thiên nói không chừng thời kỳ luyện thể cảnh đã nắm giữ thế cảnh thế cảnh chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm dù sao luyện thể cảnh nắm giữ thế thì thế nào vẫn bị tụ linh cảnh một tay đập chết nhưng cùng giai đối chiến nắm giữ thế cảnh thì hoàn toàn bất đồng tuyệt đối nghiền ép hết thảy trừ phi hắn có phương pháp cấm kỵ lập tức bạo phát lực lượng đến sơ phân cảnh hoặc là cũng nắm giữ thế thật có lỗi hai loại biện pháp này hắn đều không có thượng quan kỳ chỉ có thể không ngừng trốn tránh chống đỡ ở thế cảnh của phi bột kiếm pháp hắn căn bản không có đường sống trả đòn tả hồng trần xanh mặt nhưng cũng không ngăn cản chiến đấu hắn thấy đồ đệ mình vẫn thiếu tôi luyện nếu không với huyết mạch lực của hắn xuất sắc như vậy ở lĩnh ngộ võ đạo làm sao có thể không bằng một mao đầu tiểu tử chứ đối phương có thể ở sống chết trước mắt lĩnh ngộ được thế cảnh thượng quan kỳ cũng có thể làm được nếu thượng quan kỳ lại dùng chu hằng làm đá mài dao như vậy lần này sẽ để cho chu hằng làm đá mài dao cho thượng quan kỳ dù sao có hắn một bên nhìn chu hằng cũng không làm gì được tả hồng trần triệt hồi bốn bức tường ánh sáng lúc trước chỉ để trói buộc chu hằng để cho hắn không có không gian để chạy nhưng bây giờ lại ngược lại đang giam cầm thượng quan kỳ. Còn nữa, cứ giữa cái lồng như vậy khiến hắn tiêu hao không nhỏ, dù sao cũng làm ở khoảng cách xa như vậy, Chu Hằng tâm linh trong sáng, làm sao không biết ý tưởng của Tả Hồng Trần, một khi đã như vậy, hắn sẽ hung hăng cho lão một cái bạc tai. Chu Hằng sát niệm cùng tăng, tay trái mở ra, hoa sen ba màu hiện lên, tay phải trường kiếm vẫn chém ra một đạo thác nước kiếm đen bay về phía thượng quan kỳ. Thượng Quan Kỳ cũng có thể đoán được ý tưởng của Tả Hồng Trần, hắn chiến ý cùng thăng, dùng bất cứ giá nào chiến đấu kịch liệt với Chu Hằng, hắn cũng là thiên tài kinh diễm tuyệt thế, Chu Hằng nếu có thể nắm giữ thế cảnh, hắn cũng có thể, nhất định có thể, tấn vân lưu quan bộ triển khai, Chu Hằng mạnh mẽ đuổi tới, tay trái ấn ra, hoa sen ba màu nện tới ngực Thượng Quan Kỳ, đi, Thượng Quan Kỳ lập tức mở ra cự linh thủ chọc tới hoa sen ba màu, oanh, trong một tiếng nổ lớn, hoa sen ba màu mạnh mẽ bị bóc nát, mà cự linh thủ cũng bị chấn cho máu thịt loang lỗ, nhưng cũng không bị chấn vỡ, nhận lấy cái chết, chu hằng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trường kiếm trong tay biến mất, thay vào đó là một đoạn kiếm màu đen, phi bột kiếm pháp, thế cảnh, một đạo kiếm thác nước xẹt qua, phốt, huyết hoa cuốn qua, cả người thượng quan kỳ bị chặt ngang, nửa thân trên bay lên không trung, nửa khúc thân dưới nhanh chóng rơi xuống, thân hình chu hằng hạ xuống, cầm đoạn kiếm màu đen mà đứng, đầu đầy tóc đen không gió tự bay, như thượng cổ ma thần, tràn đầy khí phách uy chấn thiên hạ, Lâm Phất Hương, An Ngọc Mị lập tức hai mắt mê ly, cho dù cổ tư trong nháy mắt cũng thơ thẫn, toàn trường yên lặng trong thời gian ngắn ngủi, ngay sau đó phát ra tiếng thét chói tai dường như cuốn phá vòng trời vậy, tâm tình mọi người lúc này hoàn toàn được phát kích ra. Chương 97, Cứu Tinh. A, à, tả Hồng Trần phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ, một tiếng đè xuống tiếng hoang hô toàn trường khí tức lạnh lẽo bắt đầu khởi động, toàn trường lại trở nên im lặng. Hắn nhảy xuống ôm lấy hai đoạn thân thể thượng quan kỳ, cũng từ trong lòng ngực móc ra một bình thuốc, sau khi bóp nát đang dược bên trong đổ vào miệng thượng quan kỳ. Sau khi đạt tới tụ linh cảnh, võ giả rất khó chết, sinh lực dồi dào đến mức khủng bố, bị chém ngang lưng giống như vậy chỉ cần hợp lại đúng lúc, rót vào thần dược cứu mạng thì vẫn có thể cứu sống được. Tuy nhiên, nếu khi đánh chém rót vào linh lực cường đại, như vậy có tính chất hủy diệt, tuyệt đối phải chết, huống chi, thượng quan kỳ chính là bị hắc kiếm đánh chém, một thân lực lượng ở trong nháy mắt bị hắc kiếm rút hết. Đã không còn lực lượng, tụ linh cảnh còn có thể xưng là tụ linh cảnh sao, còn không bằng cả người phàm nữa, phàm nhân bị một trảm như vậy còn có đường sống. Cho dù tả hồng trần cho ăn bao nhiêu đang dược, thân thể thượng quan kỳ càng lúc càng lạnh, hoàn toàn chết hẳn. Tả hồng trần rốt cục dừng hành động loại không có ý nghĩa này, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía chu hằng, sát khí cuộn trào hắn cũng chỉ có một tên đồ đệ như vậy tuy rằng quản giáo nghiêm khắc nhưng mà tất cả xuất phát từ mong muốn rèn khổ thành tài đã sớm coi hắn như con trai mình một đồ đệ muốn tìm được sư phụ tốt cố nhiên không dễ dàng nhưng mà một cao thủ muốn thu được một thiên tài có thể kế thừa y bác của mình thì càng khó hơn tả hồng trần đặt lên người thượng quan kỳ vô số tâm huyết kỳ vọng vốn đây là trận chiến cuối cùng của thượng quan kỳ lại không nghĩ tới lại là trận chiến cuối cùng khi hắn còn sống lão quái vật không chút để ý hành vi mất mặt trong lòng chỉ có mối hận giết đồ hắn phải làm thịt chua hằng báo thù cho ái đồ tiểu tử lão phu sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy lão phu sẽ tra tấn ngươi từng chút từng chút cho ngươi sống không bằng chết không chỉ ngươi phàm là người có liên quan với một người cũng đừng mơ tưởng đào thoát lão phu muốn giết sạch cả nhà ngươi cho dù một con mèo một con chó cũng đừng mơ tưởng tránh được lão quái vật cũng không vội vã động thủ toàn trường thực lực hắn mạnh nhất hơn nữa cũng có hậu trường đáng sợ ai dám cản trở hắn tả tiền bối xin hãy thủ hạ lưu tình nhưng mà đúng lúc này có người đứng ra ánh mắt mọi người lập tức nhao nhao nhìn sang người nọ chỉ thấy đó là một nữ nhân áo tím xinh đẹp như hoa phong thái như tiên không thể diễn tả bằng ngôn từ đúng là tử tinh tiểu thư a à, đó là tử tinh tiểu thư tử tinh tiểu thư sao lại cầu tình cho chu hằng chắc là khí khái anh hùng của chu hằng đã động mỹ nhân một trận kinh hô Nguyễn Giai Oánh dịu dàng thi lễ với tả hồng trần một cái, nói, thiếp Nguyễn Giai Oánh, xuất thân thiên bảo cát, xin tiền bối đại nhân hãy rộng lượng, thả người này một con đường sống, dù sao, đây là quyết đấu công bình, công bình. Công bình cái quỷ, tả hồng trần không biết đã nhúng tay mấy lần rồi, sớm con bà nó không biết xấu hổ, mọi người đều oán thầm không thôi, chỉ là sợ thực lực của tả hồng trần cho nên chỉ nén giận mà không dám nói gì, thượng quan kỳ chết là xứng đáng, đánh tốt lắm đánh hay lắm. Giết hay lắm, tả hồng trần lộ ra vẻ kiên kỵ, sự cường đại của thiên bảo các hắn hiểu rất sâu, hơn nữa hắn cũng biết, hắn hiểu biết chỉ là một góc băng sơn của thiên bảo các mà thôi, cái thế lực này quả thực chính là cự phách huyền càng đại lục, có thể cùng thế lực như vậy chống lại, lưa thưa không có mấy, loại trình độ này hắn căn bản ngay cả tư cách ngưỡng vọng cũng không có, hắn tuyệt không dám đắc tội thiên bảo các, đừng nói hắn, cho dù độc huyết tông sau lưng hắn cũng không dám. Tuy nhiên, Nguyễn Giai Oánh chỉ là người trong thiên bảo các hàng thương quốc, căn bản không phải là thượng tầng. Hơn nữa, hắn cũng không đắc tội thiên bảo các, chỉ không nể tình cầu chết mà thôi, chút chuyện nhỏ này hắn vẫn gánh được. Tiểu nha đầu, người này giết ái đồ lão phu, lão phu nhất định phải lấy đầu hắn tế đồ nhi ta, ngươi đừng có dài dòng. Tả Hồng Trần mờ nhạt nói, giọng điệu vô cùng kiên định. Đạt tới loại cảnh giới như hắn, võ đạo chi tâm tất nhiên thủ vững không dời, nếu đạo tâm không ổn thì cả đời cũng không có tiến bộ. Nguyễn Giai oán lòng tràn đầy chua xót, nàng mấy ngày trước mới đến, còn chưa có cơ hội gặp mặt Chu Hằng. Tuy rằng Chu Hằng lần thứ hai trắc nghiệm linh thể rất bình thường, nhưng nàng vẫn rất hoài nghi, nên muốn tiến thêm một bước tìm hiểu lai lịch của hắn. Chỉ là không nghĩ tới Chu Hằng lại gây chuyện như vậy, không ngờ trêu chọc phải một lão quái vật ít địa tam trọng thiên, người này ở toàn bộ hàng thương quốc đều có thể liệt vào cao thủ đứng đầu, người có thể đánh thắng tả hồng trần không tới một bàn tay chu hằng chết chắc rồi tả hồng trần như mèo vờn chuột hắn muốn cho chu hằng hưởng thụ một chút tư vị tuyệt vọng trước chỉ là chu hằng cũng không cho hắn thấy vẻ mặt này không ngờ vẻ mặt vẫn ung dung như cũ tiểu tử này sợ tới mức phát điên rồi sao chu hằng làm sao phải sợ hãi từ lúc hạ quyết tâm xử lý thượng quan kỳ hắn cũng đã nghĩ kỹ đường lui cử huyền thí luyện tháp món bảo vật này đều có thể ngăn cản địch nhân hóa thần cảnh Vậy ít nhất cũng là pháp khí cấp hóa thần cảnh à, vậy Tả Hồng Trần làm sao phá được? Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong tháp tránh nạn, nơi đây các vàng bùng trải rộng, cho dù thị lực Tả Hồng Trần tăng lên gấp một vạn lần cũng không thể tìm cho ra Cửu Huyền Thí luyện tháp sau khi thu nhỏ lại. Về phần dẫn tới không gian chấn động, Chu Hằng cũng không cần thiết, đương nhiên tánh mạng là quan trọng nhất. Tiểu tử, ngươi không sợ? Tả Hồng Trần lạnh lùng nói, ta tại sao phải sợ? Chu Hằng hỏi lại tay hãy hãy tả hồng trần, khinh thường nói, chỉ bằng lão quái vật không biết xấu hổ như ngươi mà đời dọa ta, ha ha ha. Aikinthuk.org, tả hồng trần ngửa mặt lên trời cười lạnh, tốt lắm, tốt lắm, rất có ý chí chiến đấu. Như vậy thời điểm lão phu tra tấn ngươi cũng rất vui vẻ, dù sao vài ba lời cầu xin tha thứ khuất phục cũng không có ý nghĩa, hy vọng xương của ngươi cũng cứng như cái miệng của ngươi, có thể chống đỡ được nửa năm à. Lão quái vật rốt cục ra tay, tay phải dò ra, cũng hóa thành một cự trưởng chọc tới Chu Hằng. Đây cũng không phải là huyết mạch lực, mà là linh lực biến thành, lại là cự linh trưởng độ lớn vượt xa thượng quan kỳ, giống như mây đen bao phủ trời đất vậy. Hừ, ai dám động vào một cọng lông của con rể của lão phu? Trong một tiếng hừ lạnh, trước người Chu Hằng bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân uy nghiêm, một quyền đấm thẳng tới cự trưởng che trời, thình thịch, ép, cự trưởng lập tức hóa thành vô số đạo toái ảnh, nam tử kia giống như đại ma thần bể nghệ thiên hạ, ngạo nghệ đứng thẳng, khí tức đáng sợ không kém tả hồng trần chút nào. Điều này khiến cho Chu Hằng từ bỏ ý niệm tiến vào cửu huyền thí luyện tháp. An Nhược Trần đến rồi, phụ thân, An Ngọc Mị ngạc nhiên kêu lên, lo lắng hoàn toàn biến mất. Các hạ là... Ồ, các hạ chính là An Nhược Trần sao? Tả hồng trần ôm quyền thi lễ một cái. An Huynh xin cho lão phu mặt mũi, người này giết đồ đệ ta, lão phu nhất định phải lấy đầu hắn. Ngươi là ai? Lão phu sao phải cho ngươi mặt mũi? An Nhược Trần không chút lưu tình khiển trách, ngón tay chỉ thẳng Tả Hồng Trần, vẻ mặt tràn đầy kinh bỉ. Tả Hồng Trần thiếu chút nữa khí bạo, hắn là ít địa tam trọng thiên, An Nhược Trần cũng là ít địa tam trọng thiên, cảnh giới mọi người giống nhau, đánh nhau tám thành là lưỡng bại câu thương. Hắn khách khách khí khí, cũng không có nghĩa là hắn sợ An Nhược Trần, có bao nhiêu năm chưa bị người chỉ thẳng mũi măng rồi, trước Chu Hằng không tính là gì, người này chỉ là tụ linh cảnh, căn bản ngay cả tư cách khiến hắn liếc mắt nhìn nhiều cũng không có giống như con voi tuyệt đối không để ý con kiến khiêu khích mình song phương căn bản không cùng một tầng thứ tùy ý nhất chân cũng có thể nghiền chết đối phương rồi nhưng mà an nhược trần lại là ít địa tam trọng thiên thứ thiệt bị võ giả cùng cảnh giới chỉ thẳng vào mũi mắng điều này làm cho tả hồng trần muốn không giận dữ cũng khó khăn lão phu hôm nay nhất định phải giết người này thanh âm tả hồng trần cũng lạnh xuống lật tay chộp tới chu hằng muốn chết An nhược trần khí phách mười phần gầm lên giận dữ, thân hình đập ra, vung quyền đấm tới mặt tả hồng trần, kinh người quá đáng, tả hồng trần vung chưởng đón đỡ, thình thịch, an nhược trần một quyền hạ xuống, tả hồng trần phòng ngự không có chút tác dụng, hung hăng đánh lên mặt đối phương, một tiếng trầm đục vang lên, tả hồng trần lập tức bay ngược ra. Nhưng an nhược trần lập tức vươn tay ra, chụp lấy chân tả hồng trần mạnh mẽ kéo trở về, thình thịch, thình thịch, thình thịch. An Nhược Trần liên tục ra quyền, mỗi một quyền đều nện lên mặt của tả Hồng Trần, giống như người lớn bắt nạt trẻ con, tả Hồng Trần ngay cả một tia năng lực chống đỡ cũng không có, muốn giết lão phu con rể, ngươi là ai, thình thịt thình thịt thình thịt thình thịt, tả Hồng Trần bị trở thành bao cắt thịt người, nào còn chút phong thái cường giả ít địa cảnh nữa, con bà nó đã nghiền, nhìn thấy lão quái vật này bị quyền cước đấm đá, người xem trên khán đài hận không thể nhảy xuống thượng lên mấy quyền. Ai bảo lão gia hỏa này kiêu ngạo, ai bảo lão gia hỏa này bá đạo, ai bảo lão gia hỏa này tùy ý phá hư quy tắc, đánh chết lão Vương bác này. Cha, cha đột phá, An Ngọc Mị hoang hô một tiếng, có thể đánh cường giả ít địa tam trọng thiên như món đồ chơi, nhất định cao hơn một đại cảnh giới mới làm được. Khai thiên cảnh, Tả Hồng Trần đột nhiên kêu to, ngươi tiến vào khai thiên cảnh. Bịch, An Nhược Trần lại thọng một đấm lên khuôn mặt già nua của Tả Hồng Trần, phốc một tiếng tả hồng trần mạnh mẽ phun ra một nguồn máu tươi, mang theo bảy, tám cái răng, mới vừa rồi còn uy phong bác diện, tả hồng trần không ngờ bị đánh giống như con chó chết, sự tương phản khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng nổi, con rể, lão vương bác này lớn ngươi, để cho ngươi tiễn hắn đoạn đường cuối cùng, an nhược trần quay đầu nói với chu hằng, tốt, chu hằng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, ngươi, các ngươi dám, tả hồng trần cả kinh kêu lên, ai lại muốn chết, hơn nữa còn chết ở trong tay một tên mau đầu tiểu tử tụ linh cảnh. Chuyện này đối với hắn mà nói quả thực vô cùng nhục nhã, chết cũng không thể nhắm mắt. Hắn trợn mắt nhìn lại Chu Hằng, mặc dù không cách nào động thủ, nhưng mà khí thế khổng lồ vẫn ép tới Chu Hằng. Thình thịch, An Nhược Trần lại thọng một đấm lên đầu hắn tả hồng trần, lập tức đánh cho tả hồng trần mất đi năng lực phản kháng, cái đầu cục xuống như cá chết. Ta là người độc huyết tông, các ngươi không thể giết ta. Tả hồng trần kêu to, hắn không muốn chết, chàng không muốn chết trong tay chu hằng độc huyết tông thì thế nào chu hằng cũng là người to gan lớn mật lúc trước bị tả hồng trần làm cho giận dữ lúc này nào có đạo lý không dám ra tay huống chi một võ giả ít địa tam trọng thiên có thể cung cấp cho hắn bao nhiêu linh lực tích lũy làm sao có thể bỏ qua hắc kiếm tế xuất chu hằng không chút do dự một kiếm vung qua phốt cái đầu tái nhợt của tả hồng trần lập tức rời khỏi cỏ đôi mắt già vẫn còn mang theo oán hận mãnh liệt lại không thể tin hai người này lại dám giết mình, chương 98, sóng gió yên tĩnh, An Nhược Trần hài lòng nhìn Chu Hằng, con trẻ này sát phạt quyết đoán, không chút nào ý kỵ nào, tuyệt đối tiền đồ vô lượng, lúc này, trên kháng đài vừa xì xào, tiếp đó biến thành một mảnh sóng triều, cái gì, An Nhược Trần không ngờ đột phá tới khai thiên cảnh, hắn không ngờ thật bước ra một bước này, ở toàn bộ hàng thương quốc cũng có thể xông pha, cho dù độc huyết tông cũng phải nghĩ lại, muốn hưng sư động chúng, xuất động cao thủ đến trấn áp hay không? Độc huyết tông tuy rằng cường đại, nhưng thanh danh rất xấu, nếu như thật muốn tới, tuyệt hội sẽ khiến thế lực mạnh mẽ của Lãng Nguyệt quốc tới trấn áp. Chu Hằng không ngờ là con rể An gia, tiểu tử này đúng là cá chết vượt long môn, hiện tại ai còn dám ra tay với hắn? Cường giả khai thiên cảnh a, đây chính là cường giả chiến lực mạnh nhất hàng thương quốc, Lữ Tố nga mặt xám như tro tàn, nàng biết thù của mình là tuyệt đối báo không được. Cho dù nàng đột phá sơ phân cảnh làm thịt Chu Hằng, cũng chắc bị lửa giận của An Nhược Trần đốt sạch, chẳng những nàng phải buông bỏ ý niệm báo thù, còn phải nghĩ biện pháp chống lại sự phẫn nộ của Chu Hằng, dù sao nàng đang âm thầm động tay chân vài lần, Liễu Thừa Tuấn cũng như cha mẹ chết, hiện đang cho hắn một vạn lá gan cũng không dám chống lại Chu Hằng, hậu thuẫn của người ta không biết cao hơn hắn bao nhiêu. Hừ, Liễu Thánh Kiệt lại hung hăng nắm chặt tay, An Ngọc Mị từng là một trong đối tượng mà hắn thầm mơ ước thậm chí có thể nói là hắn coi trọng nhất, sau lưng có một lão tử ít địa tam trọng thiên, nếu như có thể cưới được nàng liền có thể vượt xa đối tượng điện chủ còn lại, độc bá hắc thủy điện, không nghĩ tới An Ngọc Mỹ không ngờ thành nữ nhân của Chu Hằng, vì sao cố tình là Chu Hằng. Một con kiến căn bản hắn không để vào mắt, quả thực là đang tác lên mặt hắn, hơn nữa, con kiến này chính là song linh thể, không gian đang điền ít nhất gấp 5 lần thậm chí gấp 6 lần người thường, lại còn nắm giữ thế cảnh Đối thủ như vậy nếu không sớm ngày loại bỏ, quả thực khiến hắn ăn ngủ không yên, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải xử lý hắn. Liễu Thánh Kiệt nhắm hai mắt lại, bắt đầu tự hỏi. An Nhược Trần làm theo ý mình, sau khi vỗ vỗ bả vai Chu Hằng, phiêu nhiên đi ra. Thời điểm hắn nhận được tin tức ngọc bài truyền của ái nữ, đúng là thời khắc mấu chốt đột phá, thiếu chút nữa khiến hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng may mà vượt qua được liền vội vàng chạy đến giải nguy cho Chu Hằng. Hiện tại nguy cơ giải trừ, hắn phải đi về củng cố cảnh giới trước, nếu không đang điền vừa mới sáng lập rất có thể sẽ sụp đổ, rơi trở lại ít địa cảnh. Chuyện nguy hiểm như vậy hắn không gượng dậy nổi, hiện tại ai cũng biết Chu Hằng là con rể của hắn, người nào dám động vào một sợi lông măng của hắn, không sợ lửa giận của một vị cường giả khai thiên cảnh diệt sạch sao. Dù tính muốn xuống tay với Chu Hằng cũng phải tiến hành lén lút, bí ẩn, nếu không hậu quả cũng không ai chịu nổi. Chu Hằng mang theo tam nữ An Ngọc Mị về An Gia trước, khách điếm là khẳng định không thể ở, nếu không khẳng định ngay cả cánh cửa cũng bị người ta đạp vỡ, mà An Gia. Ai dám tiến vào, mới vừa trở lại An Gia, thấy người tới bái phỏng nối liền không dứt, không có biện pháp, ai bảo An Nhược Trần bây giờ là cường giả khai thiên cảnh duy nhất thiên hàng thành. Trước kia chính ngọn núi liên thủ còn có thể chống lại An Nhược Trần được, hiện tại thì mạnh yếu đã phân, đây tuyệt đối là nghiền ép, ai mà không lo sợ, An Ngọc bị bảo người hầu từ chối khéo ai cũng không thấy. Tuy nhiên khi biết được Nguyễn Giai Oánh tới bái phỏng, xuất phát từ tôn trọng với Thiên Bảo Cát, lại nói Nguyễn Giai Oánh từng cầu tình cho Chu Hằng, An Ngọc Mị vẫn để cho nàng đi vào. Nguyễn Giai Oánh đưa tới một đống lớn lễ vật, với chúc mừng An Nhược Trần đột phá khai thiên cảnh. Cường giả như vậy ở hàng thương quốc chỉ đếm được một bàn tay, có thể tiến vào cảnh giới này, liền có tư cách chia sẻ trọng khí trong nước, coi trọng như thế là phải. An Ngọc Mị thay mặt cha cảm ơn, nhận lấy lễ vật, chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn ra được mục tiêu của nguyễn giai oánh thật ra là chu hằng lại khiến cho nàng giống như ăn giấm rất nhanh đưa đối phương đi chuyện này tự nhiên phải thẩm vấn chu hằng tiểu sắc lan thành thật nói đi quan hệ của ngươi và nữ nhân kia của thiên bảo cắt là thế nào an ngọc mị thay một cái váy ngủ mỏng vừa mới tắm rửa xong tóc đen còn nhem ướt bắp thịt còn bóng nước càng thêm kiều diễm nữ nhân kia không đơn giản chu hằng nhướng mày khi lần đầu tiên tiến hành trắc nghiệm linh thể hắn không có kinh nghiệm, để hắc kiếm oanh phá linh tinh trụ, về sau tuy rằng hắn che giấu, nhưng cũng không thể giải trừ hoài nghi của Nguyễn Giai Oánh, hiện tại lại đuổi tới thiên hàng thành này. Hắn tuyệt không tin Nguyễn Giai Oánh bôn ba tìm kiếm chủ nhân cho thiên bảo cát, loại chuyện hoang đường này hắn tin mới là lạ, đương nhiên không đơn giản, người ta chính là đệ nhất Mỹ nữ hàng thương quốc à. An Ngọc Mỹ nằm lì ở trên giường, co đôi đùi đẹp lên, áo ngủ rủ xuống, lộ ra hai cẳng chân bóng loáng trắng như tuyết, chọc người ta thèm nhỏ dãi. Nếu An Nhược Trần đã ở trước mặt mọi người thừa nhận thân phận con rể của Chu Hằng, vậy nàng có tự nhiên thoải mái ngủ chung một phòng với Chu Hằng, mà làm như vậy đỡ cho hai nửa nhân lâm phức hương, cổ tư ăn trộm nam nhân của nàng. Nàng bây giờ khá vừa lòng với Chu Hằng. 18 tuổi là tụ linh nhị trọng thiên đỉnh phong tuy rằng không tính quá kinh diễm, nhưng mà đang điền không gian gấp 8 lần thường nhân, có được hai loại huyết mạch lực, thậm chí nắm giữ thế cảnh, mỗi một cái tùy tiện nói ra cũng làm cho người ta chấn động, huống chi đều tập trung trên người hắn, hơn nữa, nàng đã bị Chu Hằng gạo nấu thành cơm, chẳng lẽ còn đi tìm nam nhân thứ hai, nàng Mỹ Miều nhìn Chu Hằng, bộ dạng tên này tuy rằng không tính rất anh tuấn, nhưng mà nhìn kỹ, kiếm mi lãng mục, ánh mắt kiên định, gương mặt cương nghị kia tràn đầy mị lực nam nhân, hơn nữa hắn ở trên giường còn dũng mãnh như vậy, bình thường nàng vẫn nghe đồn một ít nam nhân khác cũng không lợi hại như vậy đúng là làm cho nàng sướng lên tiên lại có chút sợ sệt phi 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 sao lại luôn muốn những thứ này đúng là xấu hổ muốn chết gương mặt xinh đẹp an ngọc mị ửng đỏ diễm mị không thể tả khiến chu hằng nhìn mà ánh mắt đăm đăm tiểu sắc lan lấm la lấm lét nàng đáp lại một cái mị nhãn nói nói là hờn dỗi không bằng nói là đang câu dẫn chu hằng quả nhiên chu hằng trúng chiêu hôm nay hắn đã trải qua một trận huyết chiến Mặc dù dưới áp lực rất lớn hoàn thành đột phá, thành công nắm giữ thế, nhưng sau khi buộc chặt thì cũng cần phải thả lỏng, mà một vư vật trời sinh đúng là chế phẩm tốt nhất. Hắn nhảy trên giường, ngồi ở bên cạnh An Ngọc Mị, ngươi sao không cởi giày lại nhảy lên giường? An Ngọc Mị vội vàng thét lên chói tai, mặc dù nàng đúng là đang khiêu khích, nhưng mà Chu Hằng cũng quá tùy ý, vội vàng giúp Chu Hằng cởi giày, nàng đưa lưng về phía Chu Hằng, nhỗng mông lên cao, bởi vì tư thế này cho nên áo ngủ lại bó chặt cho nên hoàn toàn lộ ra hai cái mông trồn vễn, giống như một trái đào chín mùi. Chu Hằng lập tức quen mắt, một tay vỗ lên. A, à, An Ngọc Mỹ lập tức run run một cái, quay đầu lại cho Chu Hằng một cái hận hận xem thường, lại bổ tới Chu Hằng, đè hắn xuống người nàng. Dày còn chưa cởi đâu, đừng làm dơ giường của ta. Nàng vẫn còn đắn đo những chuyện này, chuyên tâm chút đi. Chu Hằng hai chân đạp vào nhau đẩy giày rơi xuống, hôn lên môi nàng mút mút, hôn An Ngọc Mỹ đến thần hồn phiêu phiêu ngay cả áo ngủ bị cởi khi nào cũng không biết, cho tới tận khi cái vật thể dài cứng của Chu Hằng tiến vào thân thể nàng, cái cảm giác khoái cảm mạnh mẽ kia mới khiến nàng tỉnh lại, khiến nàng lạc vào trong biển khoái lạc, nàng không kìm nổi bắt đầu yêu kiều rên lên, khiến nam nhân trên người càng tiến vào dũng mãnh hơn, một lần lại một lần, nàng không ngừng mà phiêu đảng trong cực lạc, rốt cục đạt tới cực hạn, méo miệng cầu xin tha thứ với Chu Hằng, tiểu sắc lan ta không chịu nổi nữa ngày mai ta đi mua cho ngươi vài thị nữ ngươi tha cho ta đi chinh phục một vư vật xinh đẹp chu hằng tự nhiên có cảm giác thỏa mãn mãnh liệt hắn cười ha ha ôm an ngọc mị không bỏ nói lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi ngủ đi vậy ngươi còn không rút ra đi như vậy ta làm sao ngủ được an ngọc mị liếc mắt hắn ta lui một bước ngươi cũng lui một bước cứ như vậy chu hằng rất bá đạo vậy ngươi không thể động không nhúc nhích một lát sau dừng lại kêu lên ngươi dở trò an ngọc mị yêu kiều hừ nói động đất an ngọc mị trợn trắng mắt tiểu tử này da mặt dày như tường thành an ngọc mị muốn mua cho chu hằng vài thị nữ với giảm áp lực cho mình loại hiện tượng này rất phổ biến nam nhân có tiền có địa vị đều có vài phòng phu nhân vì tranh thủ tình cảm mỗi một phu nhân bình thường đều có mấy thị nữ cùng nhau hầu hạ trượng phu dù sao thị nữ không có địa vị gì cũng có dược vật tránh thai không có khả năng gà mái trở thành phượng hoàng chu hằng đối với nhục dục thuần túy không có một chút ý tưởng tự nhiên không có khả năng để an ngọc mị làm như vậy lại để an ngọc mị không an lòng còn nghĩ chu hằng luôn luôn đánh chủ ý lên lâm phức hương và cổ tư cho nên lại cảnh giác với hai nàng ngày hôm sau cổ tư trở về cô tuyệt tông nàng và cổ lộ vẫn không tránh được một phen sinh tử ác chiến mà ở trong cửu huyền thí luyện tháp chiến đấu lâu như vậy tuy rằng không thể đột phá đến sơ phân nhị trọng thiên cũng không có thể nắm giữ thế cảnh chiến lực tăng lên một khoảng lâm phức hương nương nhờ an gia an ngọc mị lộ rõ ý muốn đuổi nàng đi nhưng mà nàng cũng cố ý nghe không ra ý chí chiến đấu lại trào dân chu hằng rất là buồn cười cũng có chút cảm động liền truyền nguyệt ảnh tâm quyết cho nàng đây vốn là thứ lấy được từ trưởng lão cửu linh tông coi như là nhân quả hắn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia tự nhiên cũng truyền cho an ngọc mị tuy nhiên an ngọc mị cũng không tu luyện bởi vì công pháp nhà nàng cũng không kém nó cũng là địa cấp hạ phẩm. Chu Hằng lúc này mới biết được Nguyệt Ảnh Tâm Quyết là công pháp địa cấp hạ phẩm, so với công pháp Cửu Linh Quyết của Cửu Linh Tông Trấn Phái còn mạnh hơn rất nhiều. Cửu Linh Quyết là công pháp nhân cấp trung phẩm. Lâm Phức Hương đắc ý, An Ngọc Mị lại như ăn giấm chua, Chu Hằng lại không chịu trách nhiệm bế quan tu luyện, hắn phải luyện hóa lực lượng do hắn kiếm hấp thu từ trên người thượng quan kỳ và tả hồng trần, vận khí tốt, nói không chừng hắn có thể đột phá lên thẳng sơ phân cảnh. Chu Hằng tiến vào cử Huyền Thí luyện tháp, hắc kiếm trở lại thế giới đang điền, lập tức phóng xuất ra từng đợt sóng lực lượng cường đại, rất nhanh tràn đầy không gian đang điền hắn, có thể tấn công tụ linh tam trọng thiên. Chương 99, Lữ Tố Nga cầu hòa. Chu Hằng không lay không chuyển, bắt đầu thử đột phá, từ tụ linh nhị trọng thiên đến tụ linh tam trọng thiên, đây là đột phá tiểu cảnh giới, không liên quan đến biến hóa về chất, xét đến cùng chỉ là làm không gian đang điền tiếp tục mở rộng có thể chứa đựng thêm linh lực. Hắn vận chuyển nguyệt ảnh tâm quyết một lần lại một lần, thúc đẩy thế giới đang điền giãn nở, đã có kinh nghiệm một lần, lần này tự nhiên thuận buồn xuôi gió. Đương nhiên, cũng chỉ có loại người mà thần thức vượt xa cảnh giới như hắn mới làm được nhẹ nhàng như thế, bằng không chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bóp vỡ thế giới đang điền, khổ tu cả đời hóa thành hư vô, con đường võ đạo như trèo lên núi cao, không cẩn thận lỏng tay, chẳng những kiếm củi ba năm thiêu một giờ còn rơi vào cảnh không thể ngóc đầu lên nổi. Mà đối với Chu Hằng, ít nhất con đường hiện tại vẫn là tươi sáng mênh mang, chỉ vẹn vẹn hai ngày sau, hắn đã mở rộng thế giới đang điền gấp ba lần, sau đó củng cố toàn bộ không gian, không thể rung chuyển chút nào. Hắn hỏi qua cổ tư cùng An Ngọc Mị, mỗi người lúc đột phá tiểu cảnh giới thì không gian đang điền đều mở rộng cố định gấp ba, còn đột phá cảnh giới thì không gian đang điền sẽ nâng cao gấp 10 lần, cụ thể là bao nhiêu, mỗi người mỗi khác, mỗi một cái thiên tài, yêu nghiệt đều sẽ được tăng lên không gian đang điền bằng người bình thường đột phá đại cảnh giới, mới sẽ càng tích lũy càng mạnh, nếu đạt đến tận cùng, cùng cảnh giới mà xuất hiện trên lệch lực lượng mười mấy lần cũng không có gì ngạc nhiên. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, số lượng võ giả càng ít, chất lượng cũng càng cao. Giống như có thể đạt tới thần anh cảnh, hóa thần cảnh, làm sao có thể là người bình thường, bọn họ ai mà có kích thước không gian đang điền chỉ như người thường. Chu Hằng cũng không dừng lại, mà tiếp tục luyện hóa lực lượng hắc kiếm cung cấp, đồng thời linh khí thiên địa cọ rửa, hắn vừa củng cố cảnh giới cũng không ngừng tăng lên. Luyện hóa lực lượng thì nhanh hơn xung phá cảnh giới, chỉ một ngày sau Chu Hằng đã đem hoàn toàn luyện hóa lực lượng của hắc kiếm thả ra, Tu Vi cũng đạt đến tụ linh tam trọng thiên hậu kỳ. Lực lượng vốn thuộc về tả hồng trần bị hắc kiếm hấp thu hơn phân nữa, không có truyền cho Chu Hằng, mà biến hóa kèm theo là màu của hắc kiếm càng thêm sâu đậm hơn, Phản phất như có ma lực, khiến người ta nhìn vào sẽ chìm đắm trong đó, không thể thu hồi ánh mắt được nữa. Chu Hằng cũng không có gì luyến tiếc, năng lực hấp thu lực lượng vốn là thuộc về hắc kiếm. Khi hắn xuất quang, An Nhược Trần tự nhiên đã sớm củng cố cảnh giới, khí tức trầm ổn, nếu hắn không chủ động thả ra, người có cảnh giới thấp hơn hắn căn bản không tra xét được. Ít địa cảnh có thọ nguyên khoảng 700 năm, An Nhược Trần cách đại nạn đã không còn bao nhiêu, nếu không đã sao lại sinh ra An Ngọc Mị để kéo dài huyết mạch nhưng theo đột phá khai thiên cảnh, hắn lại có thêm 400 năm thọ nguyên dồi dào, nhìn bề ngoài đúng là trẻ hơn nhiều, nếu như hắn có thể thu được dược vật như hồi xuân đan, hoàn toàn có thể biến dung mạo trở về thời trung niên, thậm chí là thời thanh niên, thẳng đến 30 năm sinh mệnh cuối cùng mới lại già đi lần nữa. Tuy nhiên, chỉ có nữ nhân mới đi để ý dung mạo như thế, An Nhược Trần tự nhiên không thể như vậy, chuyện đầu tiên An Nhược Trần muốn làm, đó là quyết định hôn kỳ giữa Chu Hằng và An Ngọc Mị. Hai người đã ngủ suốt trên một giường, lão làm sao có thể để con gái đi theo Chu Hằng mà không danh không phận, người trong võ đạo sẽ không để ý tới ngày lành gì, mà An Nhược Trần đã sống 700 năm, người thân bạn tốt cũng đã sớm chết sạch, cũng chỉ còn lại mỗi một con gái, cho nên chỉ cần mời người phía Chu gia đến là có thể cử hành hôn lễ, từ Nguyên Thạch trấn đến bên này phải cần rất nhiều thời gian, tuy nhiên vừa lúc dành để chuẩn bị, làm hôn lễ càng lớn thêm, không vội xác định ngày. Bởi vì cũng không biết khi nào mấy người Chu Định Hải mới có thể chạy đến, nếu xác định sớm mà người còn chưa đến, vậy không phải sẽ thành trò cười. Chu Hằng vốn muốn tự mình chạy một chuyến, nhưng An Ngọc Mị, Lâm Phức Hương bám hắn rất chặt, làm hắn không dành ra thời gian trống được. Đành phải nói Hắc Thủy Điện thay mặt thông báo cửu Linh Tông, lại báo cho Chu Định Hải biết, Hắc Thủy Điện đang lo không thể quan hệ tốt đẹp với hắn. Đương nhiên vui vẻ đồng ý, để tỏ lòng tận tâm còn phái ra hai cường giả sơ phân tam trọng thiên. Tốc độ còn nhanh hơn Chu Hằng tự mình lên đường. Chu Hằng về đến chỗ ở Tinh Hà Viện. Mỗi ngày ở An gia không phải bị An Ngọc Mị cùng Lâm Phước Hương cuốn lấy, thì là cùng An Ngọc Mị lăn qua lăn lại trên giường, không thể tập trung ngâm mình trong võ đạo. Hắc Thủy Điện mặc dù không có cường giả khai thiên cảnh, nhưng cũng có nội tình mấy ngàn năm, các loại võ kỹ nhiều không đếm hết. Chu Hằng muốn đạt đến lĩnh vực kiếm, trước tiên phải luyện trăm kiếm, dung hợp các loại kiếm thế, đạt được cơ hội đột phá kiếm vực. Có bản hiểu con rễ cường giả khai thiên cảnh, hắn qua lại tự nhiên trong phòng chứa công pháp hắc thủy điện, hắc thủy điện cũng muốn lung lạc thiên tài yêu nghiệp như hắn, hai bên liền ăn nhịp với nhau, phi hỏa kiếm, diệt vân thập tam kiếm, hàng quan kiếm pháp. Chu hàng đắm chìm trong thế giới kiếm pháp, dựa vào trí nhớ kinh người, hắn nhanh chóng nhớ kỹ từng môn kiếm pháp, cũng lập tức đạt đến ý cảnh, sau đó tốc độ liền chậm lại, từ ý cảnh đến thế cảnh lại không phải chạm là đến ngay tuy nhiên chu hằng đã suy diễn phi bột kiếm pháp đến được thế cảnh có kinh nghiệm tiếp theo liền đơn giản chưa quá 10 ngày hắn đã đẩy mạnh bảy tám môn kiếm pháp đến được cảnh giới thế nhưng cảnh giới vực vẫn hư vô xa xăm căn bản không có một chút manh mối an nhược trần nói muốn đi vào cảnh giới vực cần phải nắm giữ vạn loại thế mới có khả năng tụ tập đại thành hắn còn kém xa lắm so với theo đuổi vực cảnh xa xôi còn không bằng đẩy mạnh quyền pháp đến cảnh giới thế một kiếm một quyền chính là phong cách chiến đấu của hắn hiện tại. Ma ngư quyền, hỏa long quyền, phách thiên quyền, chu hằng lại chui đầu vào trong biển rộng quyền pháp, vạn pháp thiên hạ, nhiều đường cùng lối, quyền pháp cùng kiếm pháp nhìn như khác biệt, nhưng trên ý cảnh thì giống nhau. Chu hằng nắm giữ thế kiếm pháp, quay lại đi nghiên cứu thế quyền pháp, bớt được nhiều sức. Bảy ngày sau, hắn liền nắm giữ thế quyền pháp đầu tiên, tiếp theo liền nước chảy thành sông, quyền pháp gì cũng nhanh chóng đạt đến thế cảnh, cộc cộc cộc, hắn đang tu luyện trong sân lại vang lên tiếng đập cửa lúc ban đầu tự nhiên là có nhiều người muốn kéo quan hệ với hắn tuy nhiên sau khi bị hắn liên tiếp từ chối liền không ai muốn đến chịu thất bại nữa vậy giờ lại là ai chu hằng đi ra mở cửa lại thấy ngoài cửa đang đứng một mỹ phụ ngực lớn mông nở chính là lữ tố nga chu công tử ta có thể nói chuyện với ngài chứ nàng toát ra mỉm cười mê người toàn thân tràn đầy khí tức mạnh mẽ tuyệt đối vượt xa tụ linh cảnh nữ nhân này, đột phá rồi, không chỉ đơn giản như vậy, trên người nàng dường như tăng thêm một tầng diễm quan, mỗi một hành động đều hết sức quyến rũ, An Ngọc Mị là vư vật trời sinh, dường như nàng tu luyện công pháp gì đó, tuy rằng cũng vô cùng xinh đẹp, lại có cảm giác dụ hoặc âm trầm, nhưng không làm yếu bất mị lực của nàng, mà tạo thành một loại lực hấp dẫn lạ, nữ nhân này đến đây làm gì, Chu hàng ngẫm nghĩ, tránh đường, để cho đối phương đi vào hắn cũng không sợ đối phương sẽ xuống tay sát thủ, đầu tiên là không dám, thứ hai hắn có tấn vân lưu quan bộ cùng cửu huyền thí luyện tháp, sơ phân nhất trọng thiên muốn đánh bại hắn thì được, giết hắn. Tuyệt đối không thể, thậm chí hắn không tiếc liều mạng, bằng lực lượng đáng sợ của hắn cộng thêm thế cảnh, lăng thiên cửu kiếm hoàn toàn có thể chống đỡ sơ phân nhất trọng thiên, Cám ơn chu công tử, lữ tố Nga vặn vẹo mông to đi vào. Chu Hằng thì thuận tay đóng cửa, nói chuyện gì? chu hằng không cảm thấy có gì mà nói với nữ nhân này trước kia ta có nhiều đắc tội chu công tử cho nên đặc biệt đến đây nhận lỗi xin chu công tử đại nhân rộng lượng tha cho ta một lần muốn phạt thế nào nô gia đều nghe theo chu công tử lữ tố nga ném cho chu hằng một cái mị nhãn thân thể mềm mại đầy đặn hơi dựa vào cột trụ bộ dạng như ngươi muốn làm gì cũng được chu hằng cười nhạt nói ngươi cảm thấy ta có nên tin lời của ngươi nói nô gia thật lòng đến nhận lỗi Lữ Tố Nga lộ ra vẻ u oán, nếu Chu công tử không tin, ta đành phải chứng minh cho Chu công tử xem. Nàng xoay người lại, một tay chống cột nhà, tay kia thì kéo váy vén lên cao, đôi chân trắng muốt liền lộ ra, thẳng tắp, nhỏ nhắn, bóng mịn, phản xạ màu sắc mê người. Lữ Tố Nga cười khẽ, tay lại không dừng, tiếp tục kéo váy lên, đùi trắng như tuyết, mông tròn vo đẩy đà, giữa khe cốc là một mảnh rừng rậm màu đen, mơ hồ thấy một chút phấn hồng, bên trong váy là trống không không có mặt quần lót, chu công tử, nô gia phát tình, cầu chu công tử hung hăng trà đạp ta, lữ tố Nga quay đầu, chiếc lưỡi hồng vương ra liếm môi, ngươi xứng sao, chu Hằng không chút động tâm, sau vô số lần lăn giường với An Ngọc Mị, hắn đã không còn chỉ gặp chút kích thích liền bị kích động, dược lực tinh hoa của trái cây kim dương thảo vương chỉ là tăng mạnh năng lực chinh chiến trên giường của hắn mà thôi, nô gia tinh thông tu luyện đạo nữ đỉnh, có thể làm nam nhân cực khoái cực lạc, hai người sư phụ của Nô Gia cũng đều khen Nô Gia, Lữ Tố Nga vẫn tràn đầy dụ dỗ nhìn Chu Hằng, nếu muốn được Chu Hằng tin tưởng, cho hắn biết mình không có lòng báo thù, còn có biện pháp nào tốt hơn là lên giường với đối phương. Hơn nữa, nàng có giả tâm rất lớn, Chu Hằng rõ ràng chỉ là nhân linh thể tam tinh, nhưng lại trỗi dậy nhanh như thế, trên người hắn phải có bí mật to lớn, nàng phải chiếm lấy nó, muốn đạt được mục đích này, nhất định phải trở thành nữ nhân của Chu Hằng dựa vào yêu mị của nàng, nàng tự tin chỉ cần Chu Hằng vừa tiến vào thân thể nàng là sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo, cũng như hai người sư phụ kia, câu dẫn nam nhân, nàng là cao thủ, cúc, Chu Hằng lạnh lùng nói, ở trong mắt hắn huynh đệ Kim Tu Long còn không xứng là kẻ địch, hơn nữa đã sớm chết rồi, hắn không cần phải cưỡi lên người Lữ Tố Nga để trút ra cơn giận, nếu không phải Lữ Tố Nga đã tiến vào sơ phân cảnh, hắn đã trực tiếp ra tay rồi. Có lẽ Lữ Tố Nga cũng có chỗ dựa này, cho nên đột phá sơ phân cảnh rồi mới đến tìm Chu Hằng, Chu công tử, nàng quyến rũ Hàm Xuân, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ủy khuất, vô cùng đáng thương, không chịu tự mình cút ra, vậy đánh ngươi ra ngoài, Chu Hằng trực tiếp tế ra hắc kiếm, triển khai phi bột kiếm pháp, một thác nước u ám từ trên trời giáng xuống, lao về phía Lữ Tố Nga, ngươi sẽ hối hận, Lữ Tố Nga hét to lên, thân hình bắn lên, trực tiếp trèo tường bay ra, giữa làng váy bay lên, có thể thấy rõ hai chiếc đùi ngọc ngà chỗ thần bí cũng bị thấy rõ ràng, không biết ở bên ngoài có ai vừa vặn đi ngang qua nhìn cho đã mắt hay không, không giết kẻ này, cuối cùng sẽ thành mối họa, Chu Hằng sắc mặt lạnh băng, sát khí lan tỏa, chương 100, tức chết ngươi. Ngày hôm sau khi Lữ Tố Nga rời đi, mấy người chư chí hòa đã đến, lại kéo Chu Hằng đi thiên hàng thành, nói là phải chúc mừng một bữa, bọn họ vẫn luôn bị ép đi bế quan, bởi vậy cũng bỏ lỗ trận chiến giữa Chu Hằng cùng Thượng Quan Kỳ. Thẳng đến khi hai người chư chí hòa, Lưu Viêm gần như đồng thời đột phá tụ linh cảnh, lúc này bốn người mới được thả ra ngoài thư giãn một hồi. Chu Hằng không chịu nổi nhiệt tình của bọn họ, liền cùng đi tùng hạt quán thiên hàng thành, nơi này cũng là tử lâu cấp bậc tối thượng. Ta nói huynh đệ, ngươi có thể tu luyện chậm một chút được không? Ca ca vừa mới vào tụ linh cảnh, ngươi liền vù 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 lên đến tụ linh tam trọng thiên, thật sự là không cho một chút mặt mũi gì. Chư Chí Hòa vỗ vai Chu Hằng cười đùa, đúng đó, vi vẫn như trước, nhưng chênh lệch lại càng kéo lớn ra. Ta nói Chu Hằng, ngươi thật sự là nhân linh thể tam tinh, dư chấn diệp buồn bực thở dài, hắn càng thêm không xong, đến bây giờ vẫn còn là luyện thể tầng 12 đỉnh phong, đừng nói chênh lệch càng lúc càng lớn với Chu Hằng, đã bị chư chí hòa, lưu viêm bỏ lại, còn giả được sao, Chu Hằng mỉm cười, nhưng hắn biết nếu lại làm kiểm tra linh thể, hắn tuyệt đối đã là nhân linh thể tứ tinh, thậm chí có thể là nhân linh thể ngũ tinh sau khi đột phá đến tụ linh tam trọng thiên hai đạo lực huyết mạch của hắn lại có tăng lên tương đối lớn nhưng hắn không thể nói lời này cho bất cứ ai có thể tăng lên phẩm chất lực huyết mạch vậy còn không hù chết người dư lão nhị bây giờ ngươi thành dư lão tam nếu không cố gắng sẽ thành lão tứ chư chí hòa cười ha hả tuyệt đối đừng để cho vạn lão tứ cũng vượt qua ngươi hắn làm lão tứ là chắc rồi vạn lượng tràn đầy tin tưởng nói xì ta sẽ không thua con heo mập nhà ngươi Dư chấn dịp không cam lòng biểu lộ, bọn họ đều là bạn tốt quen biết nhiều năm, cũng không ngại nói mấy câu thô tục đã kích nhau một chút. Năm người vào tùng hạt quán, tầng dưới cùng đã không còn phòng riêng, phải lên lầu 2 mới có. Tuy nhiên phòng riêng này thật là không đúng thật, chỉ có dùng những chiếc bình phong ngăn cách, chỉ là không thể nhìn thấy người khác, tiếng nói xuyên qua không có gì cản trở được. May mà người ở đây đều có phẩm giá, nói rất nhỏ, nếu không chú ý kỹ sẽ không nghe được phục vụ dẫn đường đằng trước cho năm người chu hằng trên đường vòng qua vòng lại như đi qua một cái mê cung bỗng nhiên chu hằng dừng bước có vẻ nghiêng tai lắng nghe chu hằng có chuyện gì lưu viêm phát hiện chu hằng ngừng lại liền quay đầu hỏi chu hằng mỉm cười với hắn nhưng lại xoay mình đi vào trong một phòng riêng bởi vì không có cửa chỉ có bình phong ngăn cách tự nhiên đi qua không có gì cản trở khách quan khách quan phục vụ kia sốt ruột nếu để cho chu hằng quấy rầy người khác dùng cơm hắn sẽ bị phê bình vội chạy đến ngăn cản nhưng hắn làm sao ngăn cản được chu hằng ngay cả góc áo còn chưa chạm đến chu hằng đã bước vào trong khách quan ngài không thể như vậy phục vụ kia cũng vội đi vào trước tiên khẽ trách chu hằng một câu sau đó xoay người sang phía hai người đang dùng bữa không ngừng cúi mình hành lễ nhận lỗi hai vị khách nhân thật sự là rất có lỗi thật sự xin lỗi ánh mắt quét qua chỉ thấy nam nữ này đều là người trẻ tuổi khoảng 20, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp như hoa, đặc biệt là bộ ngực kia, cao vút như muốn phá tan lớp vải, làm cho mắt của hắn nhìn muốn thẳng. Chu Hằng, ngươi quá vô lễ, nam nhân trong phòng riêng trách mắng, vẻ mặt rõ ràng không vui, khí thế khổng lồ cuốn qua. Tuy rằng không nhắm vào phục vụ kia, nhưng cũng làm hai chân hắn nhũng ra, ngã ngồi xuống đất, Chu Hằng lại không hề lay chuyển, muốn dùng khí thế áp đảo hắn, ít nhất cũng phải là cường giả ít địa tam trọng thiên mới được hắn mỉm cười bất ngờ ngồi xuống cạnh mỹ nữ ngực lớn kia hỏi sao cô lại chạy đến đây hoàn toàn không nhìn nam nhân kia chu hằng đều biết nam nữ này nam là liễu thánh kiệt nữ là cổ tư hắn chính là nghe được giọng của cổ tư mới lâm thời quẹo vào hắn nói muốn nói chút chuyện đại diễn thịnh hội với ta cổ tư chỉ vào liễu thánh kiệt vẻ mặt bình thản như vạn năm cũng không thay đổi liễu huynh không để ý ta cũng ngồi nghe chứ Chu Hằng cười nói, con muội ngươi, ngồi cũng đã ngồi rồi, ta để ý ngươi sẽ đứng lên hả? Trong lòng Liễu Thánh Kiệt chửi má nó, nhưng hôm nay thân phận Chu Hằng không như trước kia, con rể cường giả khai thiên cảnh ai cũng phải nể vài phần, căn bản không như tiểu tử tinh hà viện trước kia nữa. Đáng hận mà, rõ ràng là hắn nhìn trúng rõ ràng là, nếu như hắn có thể cưới được mị vật trời sinh này, hiện tại thân phận này đã là của hắn. Cái tên đần độn Chu Hằng này, căn bản không biết làm sao vận dụng lá bài này nếu đổi lại là hắn, hiện tại chính núi thiên hàng khẳng định đã là vật trong túi. Lãng phí, lãng phí mà. Sao mà tên ngu này lại lừa được An Ngọc Mỹ, nhìn ngang nhìn dọc cũng không nhìn ra tiểu tử này có cái gì xuất sắc, vừa không phải Mỹ Nam tử anh tuấn hơn người, càng không phải là đàn ông to con khí vũ hiên ngang, chẳng lẽ kỹ xảo trên giường rất cao, chơi thỏa mãn lãng phụ An Ngọc Mỹ kia, hắn đoán như thế cũng đúng vài phần, chỉ là quá trình cùng tình huống thực tế vẫn còn chút lệch lạc. Nếu không phải vì Chu Hằng cứu người, An Ngọc Mị sau khi chịu nhục khẳng định sẽ liều mạng Ngọc Đá cùng vỡ, mà nếu không phải Chu Hằng quả thật xuất sắc, nhiều lắm thì nàng chỉ gắn cho Chu Hằng một cái danh hiệu làm chồng, về sau sẽ không để cho hắn chạm đến một sợi lông của nàng. Chu Hằng quả thật không phải Mỹ Nam Tử, nhưng chẳng lẽ hắn không xuất sắc hay sao? Thì ra là con rể An Gia, mời ngồi. Liễu Thánh Kiệt nhấn chữ, ngồi, rất nặng, tự nhiên là trào phúng Chu Hằng không mời mà ngồi hơn nữa còn chỉ ra thân phận của Chu Hằng, không gì ngoài cảnh cáo cổ tư, người này đã có vợ rồi, thời này nam nhân nhiều vợ, nhưng nữ nhân xuất sắc như cổ tư sẽ cùng chia sẻ nam nhân với người khác. Tự nhiên là không, Chu huynh đệ, ngươi, bốn người chư chí hòa cũng vào theo, lúc nhìn thấy Liễu Thánh Kiệt, bọn họ lập tức ngậm miệng lại, ảnh hưởng xưa nay vẫn làm bọn họ sinh lòng sợ hãi, trong lòng Liễu Thánh Kiệt sắp giận phát nổ, thật vất vả lấy được cái cớ mời cổ tư đi ra. Không ngờ còn chưa nói được mấy câu, những kẻ không liên quan liền nhảy ra, An Ngọc Mị đã hoa rơi chu gia, hắn cũng không phải người không bỏ xuống được, lúc này liền chuyển mục tiêu lên người Cổ Tư, đóa hoa tươi này cũng đã sớm nằm trong danh sách săn bắn của hắn, không giống theo đuổi An Ngọc Mị là vì bối cảnh của đối phương, bản thân Cổ Tư chính là sơ phân cảnh, nếu có thể cưới của nàng, vậy sẽ là hỗ trợ đắc lực, đương nhiên hắn cũng cân nhắc qua cổ lộ, tuy rằng hai nàng là tỷ muội song sinh, nhưng là nam nhân không có thẩm mỹ khác thường, hắn chọn ai là chuyện quá dễ hiểu, đều ngồi đi, Liễu Thánh Kiệt buồn bực nói, ở trước mặt cổ tư, hắn phải bảo trì phong độ, Chu Hằng ngồi dán sát vào cổ tư, quay đầu nói với phục vụ, làm phiền lấy thêm năm đôi đũa đến đây, còn có thực đơn, chút đồ ăn này làm sao mà đủ, cũng không thể để người ta nói Liễu huynh keo kiệt được, Liễu Thánh Kiệt thiếu chút nữa tức giận đến nhảy dựng lên, hắn chỉ là bảo mấy người Chu Hằng ngồi xuống bao giờ nói là mời bọn họ cùng ăn thật không nhìn ra được da mặt chu hàng này dày như thế thức ăn trên bàn đương nhiên không đủ ăn đây vốn là cho hai người dùng mà nhưng dù sao liễu thánh kiệt cũng là liễu thánh kiệt không phải như người huynh đệ của hắn cứ hờn giận đều lộ rõ ngoài mặt hắn lập tức tỉnh táo lại thầm nghĩ tiểu tử này trước kia bị nhục trong tay ta bây giờ đang cố ý quấy rối nếu như ta thất thố nổi giận vậy đúng là trúng quỷ kế của tiểu tử này không sai mục tiêu của ta là cổ tư mà tiểu tử này cũng nhìn ra cố ý phá hoại hình tượng của ta ở trong mắt cổ tư tên khốn đáng chết lúc trước nên mượn cớ xử lý hắn bằng không sao lại có xấu hổ lúc này liệu thánh kiệt nắm tay thật chặt trong mắt còn thiếu chút phun ra lửa hắn vội vàng ngưng thần tĩnh khí ổn định lửa giận trong lòng nháy mắt vẻ mặt toát ra mỉm cười tựa như không để trong lòng phục vụ kia thấy hai bên đều là quen biết tự nhiên thở vào vội vàng đưa tới năm đôi đũa cùng thực đơn đưa cho Chu Hằng gọi món, Chu Hằng cũng mặc kệ cái gì, cứ chọn món đắt tiền, món đắt nhất cần đến 100 linh thạch, cũng bị hắn không khách khí chỉ ra đều chọn. Liễu Thánh Kiệt trong lòng nhỏ mảo, hắn tự nhiên biết những món mà Chu Hằng chọn là đắt cỡ nào, nhưng buồn bực là hắn còn phải bảo trì mỉm cười như không có chuyện gì. Chính núi Thiên Hàng thực lực chênh lệch rất lớn, Nghiêm ứng Long có thể lấy ra hai vạn linh thạch, cũng không có nghĩa là Liễu Thánh Kiệt lấy ra được, dù sao một người ở núi thứ nhất một người ở núi thứ 9, toàn bộ gia sản của Liễu Thánh Kiệt khoảng cỡ 3.000 linh thạch, tuy rằng đủ để trả cho bữa tiệc này, nhưng chỉ một lần liền ăn hơn 400 linh thạch, làm sao không làm hắn khóc ra máu. Nếu như 400 linh thạch này có thể giành được phương tâm của cổ tư thì cũng đáng, nhưng đáng ghê tởm là ở đó, hai người gặp riêng liền biến thành liên hoang bảy người, nào còn một chút tình thú gì, hơn 400 linh thạch của hắn đúng là đổ bỏ mà, thoáng cái tổn thất hai phần gia sản, ngay cả hàm dưỡng như liễu thánh kiệt cũng tái xanh cả mặt, tuy rằng vẫn treo nụ cười, nhưng đã vô cùng miễn cưỡng. Tốc độ dọn món ăn của tùng hạt quán rất nhanh, một món tiếp một món, nối liền không dứt, chưa đến 10 phút đã dọn đầy những món mà chu Hằng chọn thêm. Tới đi tới đi, ăn ăn thôi. chu Hằng cố ý ghê tẩm liễu thánh kiệt, cầm đũa lên mời gọi, tựa như hắn mới là chủ nhân. Bốn người chưa chí hòa đều hi hi ha ha, bọn họ cũng biết chu Hằng có thêm bối cảnh, tự nhiên không cần sợ liễu thánh kiệt như thế nào, đều nhất đủ ăn thoải mái, đừng nói, bọn họ còn chưa từng được ăn đồ ăn mắt như thế, cũng chỉ có những cường giả ít địa cảnh mới có tư cách hưởng thụ, lúc này tự nhiên ngấu nghiến như hổ, mỗi người như quỷ chết đói, đệ muội nếm thử tiễn vĩ ngư hấp này, chất thịt béo ngậy, dư vị vô cùng, chư chí hòa cũng không chỉ ăn, cuối cùng ngừng lại gọi cổ tư, chư chí hòa, đừng nói bậy, cuối cùng liễu thánh kiệt không nhịn được quát, tiếng đệ muội này khẳng định là gọi theo chu hằng nếu hắn lên tiếng vậy quả thật là ngốc nghếch tiêu tiền như rác rồi liễu ca ta nói sai cái gì chư chí hòa vẽ mặt ủy khuất tuy rằng tu vi của bọn họ kém xa nhưng địa vị cha chú thì giống nhau tự nhiên đối xử ngang hàng đây là quan hệ cá nhân tiểu tử này đúng là biết giả trang chu hằng nhìn thế nào cũng không vừa mắt được liễu thánh kiệt lúc này gắp miếng thịt cá đặt vào chén cổ tư nói ăn nhiều một chút ừ cổ tư gật đầu dùng đũa gấp miếng cá của Chu Hằng bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, Liễu Thánh Kiệt thiếu chút nữa phun ra cả nguồn máu.